Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1151, định hồn. Nhưng tia kiếm quang kia nhanh chóng vỡ tan, cùng lúc đó, một ông lão áo bảo đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, một giây sau, lão ta đánh một quyền lên mặt hắn. Sức mạnh to lớn khiến không gian xung quanh Diệp Huyên không ngừng nứt toác. Dưới sức mạnh của những người này, không gian còn không chịu nổi một đòn. Diệp Huyên cầm kiếm bằng hai tay chém về phía trước. Chiêu kiếm này, hắn không dám nương tay một chút nào. Một chiêu kiếm chém xuống, kiếm quang sáng rực như ánh mặt trời, nhưng cũng chỉ như phù dung chớm nở, tia kiếm quang kia lập tức vỡ tan, Diệp Huyên liên tục lùi lại. Hắn còn chưa dừng lại, ông lão áo bảo đen kia đã xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, sau đó, lão ta vỗ một chưởng về phía Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhếch miệng cười, một giây sau, thanh kiếm trong tay hắn lặng lẽ biến thành kiếm chấn hồn. Diệp Huyên đâm kiếm vào lòng bàn tay ông lão kia. Hắn lập tức bay ngược ra ngoài. Nhưng ông lão áo bảo đen kia lại không nhúc nhích, lão ta trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, nhưng vẻ hoảng sợ đó dần biến mất, mà lúc này, lão ta đã không thể động đậy nữa. Định hồn. Diệp Huyên ở phía xa hai tay giữ kiếm, máu tươi không ngừng tràn ra, trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn biết thực lực của mình thua xa ông lão áo bảo đen này, vì thế, hắn chỉ có thể dựa vào kiếm chấn hồn liều một phen thôi. Chuyện đề cử, trừ yêu chuyện. Đương nhiên không chỉ là kiếm chấn hồn, mà là kiếm chấn hồn kết hợp với nhất kiếm định hồn. Nếu như chỉ có kiếm chấn hồn, hoàn toàn không thể cố định linh hồn của đối phương. Vì bây giờ hắn vẫn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của tiểu hồn, rất nhiều lúc cũng phải cần tiểu hồn chủ động phối hợp, vì thế, mỗi lần hắn sử dụng tiểu hồn đều rất mất sức. Lúc này, A Quỷ ở cách đó không xa đột nhiên bị đánh lui, sau khi bị đánh lui, ông lão áo bảo đen còn lại quay đầu nhìn chằm chằm chằm, ngươi làm gì lão rồi? Diệp Huyên im lặng. Sắc mặt ông lão áo bảo đen rất dữ tợn, lão ta xông thẳng về phía Diệp Huyên. Chương 1152, ngươi cho rằng lão phu sẽ bị ngươi lừa à? Diệp Huyên giơ kiếm chấn hồn về phía lão ta, ông già, không đùa đâu, chỉ cần ta chém một kiếm này xuống, ông có thể sẽ chết đấy. Ông lão áo bảo đen. Ông lão áo đen trước mặt Diệp Huyên dừng lại. Lão ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói thẳng ra là nhìn chằm chằm kiếm chấn hồn trong tay hắn. Khi thấy thanh kiếm này, lão ta cau mày, thần khí tạo hóa cảnh. Diệp Huyên nhếch miệng cười, có mắt nhìn đấy. Lúc này, ông lão áo bảo đen trầm giọng nói, không thể nào, dù là vũ khí tạo hóa cảnh cũng không thể giết chết lão ta trong nháy mắt được. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, chắc chắn ngươi vẫn còn lá bài tẩy nào đó. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, sau đó, hắn giận dữ nói, ông đây không có lá bài tẩy nào cả, mau tới đây. Ông lão áo bảo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cho rằng lão phu sẽ bị ngươi lừa à? Nghe vậy, Diệp Huyên làm như thẹn quá hóa giận, lập tức cầm kiếm xong về phía ông lão áo đen. Thấy thế, sắc mặt lão ta hơi thay đổi, lão ta cũng không chọn ra tay mà lùi lại cả trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Nhìn thấy ông lão rút lui, Diệp Huyên đang muốn đuổi theo, nhưng như nhớ đến điều gì, hắn vội dừng lại. Hắn suýt quên mất mình đánh không lại đối phương. Ông lão ở đối diện nhìn Diệp Huyên, trong mắt mang theo sự đề phòng. Lúc này, thần pháp sư trên không trung đột nhiên giận dữ nói, còn đợi gì nữa? Mau giết hắn đi. Lão ta nhìn lên không trung, lúc này đám người thần pháp sư đã không ngăn được vị ương thiên nữa. Nhìn thấy cảnh này, ông lão xa sầm mặt, nhìn về phía Diệp Huyên một lần nữa, Diệp Huyên đang vung kiếm chấn hồn. Ông lão áo bảo đen từ từ siết chặt tay phải, lúc này, A Quỷ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nhìn thấy gã, sắc mặt ông lão lập tức trở nên nặng nề. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, ra tay. Kiếm quang vỡ tan, nhưng một giây sau, mấy đạo phi kiếm lại chém về phía lão ta từ rất nhiều hướng. Vẻ mặt ông lão áo bảo đen trở nên dữ tợn, giơ hai tay vỗ một cái về hai bên người mình. Chương 1153, huynh cận chiến, ta viễn công. Không gian xung quanh chấn động kịch liệt, những phi kiếm kia của Diệp Huyên đều bị đánh vỡ,
nhưng khi phi kiếm đều bị đánh vỡ, a quỷ đã xuất hiện trước mặt ông lão, cùng lúc đó, lưỡi liềm đỏ như màu đã chém thẳng về phía cổ họng của lão ta. Kết hợp hoàn mỹ. Ông lão áo bào đen hoàn toàn không kịp né tránh, lão ta giơ tay lên nắm lấy lưỡi liềm, nhưng lúc này, một thanh phi kiếm đã chém thẳng lên đầu lão ta. Ầm. Ông lão áo bào đen lùi xa trăm trượng, cùng lúc đó, đầu lão ta bị chiêu kiếm ném bổ ra, nhưng lão ta vẫn chưa chết, chỉ là cơ thể trở nên hư ảo hơn thôi. Diệp Huyên đứng bên cạnh A Quỷ trầm giọng hỏi, không chết à? A Quỷ đáp, đến mức độ thế này, có rất nhiều cách để giữ mạng. Diệp Huyên gật đầu, huynh cận chiến, ta viễn công. A Quỷ lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt ông lão áo bào đen, trong mắt lão ta co lại, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Lão ta biết nếu còn tiếp tục chiến đấu thì mình sẽ chết chắc. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyên, thật sự quá kinh khủng. Tốc độ của ông lão áo bào đen rất nhanh, chớp mắt một cái đã quay lại chân trời, nhưng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu lão ta, một giây sau, một sức mạnh cường đại bao phủ trong không trung. Sắc mặt ông lão áo bào đen thay đổi, giơ hai tay chặn trên đầu. Ầm ầm. Chân trời chấn động kịch liệt, ông lão áo bào đen nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, một tia kiếm quang chợt xuất hiện. Phập. Dứt lời, hắn ta giẫm nhẹ chân phải. Ầm. Mạc tà bay lên trời, nhắm thẳng vào sáu thần pháp sư kia. Diệp Huyên đứng bên dưới nhẹ nhàng khép hai ngón tay lại, một thanh kiếm khí lặng lẽ ngưng tụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1154, còn đợi gì nữa? Mau giết hắn đi. Hắn và Mạc Tà đều hiểu rõ dù Ma Kha tộc và Tinh vực Vị Ương trước đó còn là kẻ thù, nhưng lúc này, bọn họ không thể không liên thủ, vì nếu không liên thủ, tất cả mọi người đều phải chết. Trên không trung, thần pháp sư dẫn đầu là Ngôn Sinh nhìn thấy Mạc Tà xông tới thì nở nụ cười châm chọc, một thánh cảnh nho nhỏ. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên tăng tốc, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Ngôn Sinh, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông ta hơi thay đổi. Giơ tay trái về phía trước, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay. Mạc Tà không thèm tránh né mặc cho một chưởng kia đánh lên trước ngực mình, nhưng hắn ta cũng đánh một quyền vào ngực Ngôn Sinh. Ầm. Mạc Tà bay ngược ra ngoài, Ngôn Sinh kia cũng liên tục lùi về sau, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện trước mặt Ngôn Sinh, sắc mặt ông ta thay đổi, giơ tay trái về phía trước rồi nắm chặt lại. Ông lão áo đen trước mặt Diệp Huyên dừng lại. Lão ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói thẳng ra là nhìn chằm chằm kiếm chấn hồn trong tay hắn. Khi thấy thanh kiếm này, lão ta cau mày, thần khí tạo hóa cảnh. Diệp Huyên nhếch miệng cười, có mắt nhìn đấy. Lúc này, ông lão áo bào đen trầm giọng nói, không thể nào, dù là vũ khí tạo hóa cảnh cũng không thể giết chết lão ta trong nháy mắt được. Nói xong. Lão ta nhìn Diệp Huyên, chắc chắn người vẫn còn lá bài tẩy nào đó. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, sau đó, hắn giận dữ nói, ông đây không có lá bài tẩy nào cả, mau tới đây. Ông lão áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cho rằng lão phu sẽ bị ngươi lừa à? Nghe vậy, Diệp Huyên làm như thẹn quá hóa giận, lập tức cầm kiếm xong về phía ông lão áo đen. Thấy thế, sắc mặt lão ta hơi thay đổi. Lão ta cũng không chọn ra tay mà lùi lại cả trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Nhìn thấy ông lão rút lui, Diệp Huyên đang muốn đuổi theo, nhưng như nhớ đến điều gì, hắn vội dừng lại, hắn suýt quên mất mình đánh không lại đối phương. Ông lão ở đối diện nhìn Diệp Huyên, trong mắt mang theo sự đề phòng. Ông lão áo bào đen híp mắt lại, lão ta không chọn rút lui mà lập tức di chuyển, đánh một quyền về phía A Quỷ. Một quyền đánh tới, A Quỷ lập tức bị chấn động đến mức liên tục lùi về sau, mà gần như cùng lúc đó, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão. Phi kiếm đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt ông lão áo đen thay đổi, lão ta đan chéo hai tay chặn trước mặt. Chương 1155, thật sự quá kinh khủng. Kiếm quang vỡ tan, nhưng một giây sau, mấy đạo phi kiếm lại chém về phía lão ta từ rất nhiều hướng. Vẻ mặt ông lão áo bào đen trở nên dữ tợn,
giơ hai tay vỗ một cái về hai bên người mình. Ầm ầm. Không gian xung quanh chấn động kịch liệt, những phi kiếm kia của Diệp Huyên đều bị đánh vỡ, nhưng khi phi kiếm đều bị đánh vỡ, A Quỷ đã xuất hiện trước mặt ông lão, cùng lúc đó, lưỡi liềm đỏ như màu đã chém thẳng về phía cổ họng của lão ta. Kết hợp hoàn mỹ. Ông lão áo bào đen hoàn toàn không kịp né tránh, lão ta giơ tay lên nắm lấy lưỡi liềm, nhưng lúc này, một thanh phi kiếm đã chém thẳng lên đầu lão ta. Ầm. Ông lão áo bào đen lùi xa trăm trượng, cùng lúc đó, đầu lão ta bị chiêu kiếm ném bổ ra, nhưng lão ta vẫn chưa chết, chỉ là cơ thể trở nên hư ảo hơn thôi. Diệp Huyên đứng bên cạnh A Quỷ trầm giọng hỏi, không chết à? A Quỷ đáp, đến mức độ thế này, có rất nhiều cách để giữ mạng. Diệp Huyên gật đầu, huynh cận chiến, ta viễn công. A Quỷ lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt ông lão áo bào đen. Trong mắt lão ta co lại, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Lão ta biết nếu còn tiếp tục chiến đấu thì mình sẽ chết chắc. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyên, thật sự quá kinh khủng. Tốc độ của ông lão áo bào đen rất nhanh, chớp mắt một cái đã quay lại chân trời. Nhưng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu lão ta. Một giây sau, một sức mạnh cường đại bao phủ trong không trung. Sắc mặt ông lão áo bào đen thay đổi. Giơ hai tay chặn trên đầu. Ầm ầm. Chân trời chấn động kịch liệt, ông lão áo bào đen nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, một tia kiếm quang chợt xuất hiện. Phập. Tia kiếm quang này xuyên thủng qua cổ họng của ông lão áo bào đen, đầu của lão ta lập tức bay ra, máu tươi tuôn rơi, linh hồn của lão ta muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ của phi kiếm nhanh hơn, chớp mắt một cái đã xuyên thủng linh hồn. Cùng lúc đó, thanh kiếm này đã hấp thu hết linh hồn của lão ta. Diệp Huyên vung nhẹ tay, kiếm chấn hồn quay về tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên thanh niên đang đứng ở nơi đó. Người đó chính là Mạc Tà, cũng là người vừa ra tay với ông lão áo bào đen. Lúc này, xem ra thương tích của Mạc Tà cũng đã hồi phục được một chút. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, sau khi im lặng một lát, hắn ta đột nhiên chỉ vào sáu thần pháp sư trong hư không, giúp ta. Dứt lời, hắn ta giẫm nhẹ chân phải. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên tăng tốc, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Ngôn Sinh, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông ta hơi thay đổi, giơ tay trái về phía trước, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay. Mạc Tà không thèm tránh né mặc cho một chưởng kia đánh lên trước ngực mình, nhưng hắn ta cũng đánh một quyền vào ngực Ngôn Sinh. Mạc Tà bay ngược ra ngoài, Ngôn Sinh kia cũng liên tục lùi về sau, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện trước mặt Ngôn Sinh, sắc mặt ông ta thay đổi, giơ tay trái về phía trước rồi nắm chặt lại. Chương 1156, giết người, ta muốn giết người. Kiếm Ma Kha. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trước mặt, ngây người, khó hiểu. Mạc Tà ở đối diện ngẩng đầu nhìn lên chân trời. Nhẹ giọng nói, nếu không liên thủ, tất cả mọi người đều không có đường sống. Mấy cao thủ của Ma Kha tộc gồm Tả Thanh đứng phía sau Mạc Tà đều im lặng. Cao thủ của tinh vực Vị Ương bên phía Diệp Huyên cũng im lặng. Liên thủ. Lúc này, dù là người của Ma Kha tộc hay người của tinh vực Vị Ương cũng đều hiểu một chuyện, đó là nếu hai bên không liên thủ thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Liên thủ liều mạng thì còn có lối thoát. Dù đã từng là kẻ thù, nhưng bây giờ vì sinh tồn, hai bên không thể không liên thủ. Diệp Huyên duỗi tay nắm chặt lấy kiếm Ma Kha trước mặt, một sức mạnh cường đại lập tức tuôn ra từ trong kiếm, sau đó tập trung vào người hắn. Người Diệp Huyên rung lên một trận, hắn mở mắt ra, trong mắt xuất hiện đôi đồng tử màu máu. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, vội vã buông kiếm, nhìn về phía Mạc Tà. Mạc Tà nhẹ giọng nói, kiếm Ma Kha. Từ sau tiên tổ đời đầu tiên của Ma Kha tộc ta thì không ai có thể sử dụng được nó nữa. Kiếm này có lực lượng Ma Kha và giết chóc chi niệm. Từ sau tiên tổ, không ai trong Ma Kha tộc ta có thể điều động kiếm này nữa. Linh hồn của tiên tổ đưa kiếm này cho ta, hy vọng ta có thể sử dụng nó, nhưng ta không có hứng thú với kiếm đạo, cho nên... Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, cho ngươi mượn tạm đấy. Diệp Huyên im lặng. Khi nãy lúc vừa cầm kiếm lên, hắn cảm thấy có một sức mạnh cường đại tiến vào trong người mình,
nhưng đồng thời, hắn còn cảm thấy có một khoảnh khắc mình đã trở thành không phải là mình. Nguồn sức mạnh kia muốn điều khiển hắn. Hơn nữa, khoảnh khắc đó, trong đầu hắn tràn ngập ý muốn giết người. Muốn giết chết mọi thứ. Tay phải của Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm, người vẫn không ngừng run rẩy. Chiến quân bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp Huynh, Huynh không sao chứ? Diệp Huyên run giọng đáp, giết người, ta muốn giết người. Chiến quân. Chương 1157, cả chân trời chấn động một trận. Mạc Tà ở bên cạnh Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên mấy thần pháp sư kia, nhẹ giọng nói, giết. Dứt lời, hắn ta giẫm nhẹ chân phải, bay lên trời. Mấy người địa sát cũng đuổi sát theo sau, chỉ có Tả Thanh là không đi cùng. Bên phía Diệp Huyên, mấy người chọc cũng không chịu yếu thế, đồng loạt phóng lên trời. Diệp Huyên vẫn đứng yên tại chỗ, lúc này hắn vẫn hơi không thể khống chế luồng sức mạnh kia. Mà hắn còn phát hiện thần trí của mình hơi hỗn loạn. Lúc này, Tả Thanh ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, giết người đi. Giết người để giải tỏa nguồn sức mạnh kia. Diệp Huyên phóng lên trời, tấn công đám cao thủ dị vực kia. Trên không trung, Ngôn Sinh dẫn đầu mấy thần pháp sư nhìn đám người Mạc Tà xông lên, vẻ mặt không chút cảm xúc. Sau lưng có vô số cao thủ xông về phía mấy người Mạc Tà. Mạc Tà đang dẫn đầu chợt duỗi tay phải về phía trước rồi nắm lấy. Không gian trước mặt hắn ta lập tức vặn vẹo rồi trở nên hư ảo. Một giây sau, một sức mạnh kinh khủng xuất hiện từ trong không gian này, chân trời lập tức không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngôn Sinh nhìn Mạc Tà, đang muốn ra tay thì lúc này, Bạch Tiên Sinh và Mạc Thiên Xích của Ma Kha tộc đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Đương nhiên bọn họ không thể để Ngôn Sinh ra tay với mấy người Mạc Tà và Diệp Huyên được, vì bây giờ, mấy người bọn họ vẫn chưa thể đấu lại Ngôn Sinh. Bạch Tiên Sinh và Mạc Thiên Xích nhìn nhau, hai người nhanh chóng xông về phía Ngôn Sinh. Ánh mắt Ngôn Sinh dần trở nên lạnh lẽo tế trận. Dứt lời, ông ta đột nhiên di chuyển hai tay, một lá cờ đỏ rực xuất hiện trước mặt ông ta, trước mặt ba thần pháp sư ở phía sau cũng xuất hiện ba lá cờ màu đỏ. Sau đó bốn lá cờ mở đi, cùng lúc đó, không gian xung quanh đột nhiên nóng lên, những làn sóng lửa thẩm thấu ra từ trong không gian, sau đó muốn nhấn chìm lấy Bạch Tiên Sinh và Mạc Thiên Xích. Cả chân trời chấn động một trận. Vô số kiếm quang và hỏa quang lan tràn khắp chân trời, Diệp Huyên cũng bị sức mạnh to lớn kia làm rơi nhanh xuống. Trên mặt đất bên dưới. Chương 1158, thanh kiếm của Diệp Huyên đã tới. Diệp Huyên rơi xuống đất, vùng đất chấn động, lúc này, thân thể hắn đã rạn nứt, trên người vẫn còn có ngọn lửa. Nhưng lúc này, một sức mạnh kinh khủng lại liên tục không ngừng tập trung về phía hắn. Lực lượng Ma Kha. Nguồn sức mạnh này vẫn đang không ngừng phục hồi cơ thể cho Diệp Huyên, nhưng cũng đang không ngừng ăn mòn thần trí của hắn. Nếu không phải hắn kiên định, thì có lẽ đã bị sức mạnh này khống chế từ lâu rồi. Trong không trung. Thần pháp sư kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại có thể đỡ được một đòn của mình. Phải biết rằng cảnh giới của ông ta cao hơn Diệp Huyên tới mấy bậc đấy. Yêu nghiệt. Không chỉ Diệp Huyên, mà Mạc Tà kia cũng là yêu nghiệt. Thần pháp sư quay đầu nhìn Mạc Tà phía xa, lúc này Mạc Tà đang điên cuồng tàn sát, ngoài cao thủ thế hệ trước thì gần như không ai có thể ngăn cản được hắn ta. Ác Kỳ Lân và Đế Khuyển kia cũng vô cùng đáng sợ. Sau khi hai con ác thú liên thủ đã chống lại được đại đa số đám yêu thú. Tiếp tục như thế, nếu mấy người thiên tôn và đại tôn không thể thắng thì tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ gay gâu. Lúc này, Diệp Huyên bên dưới đột nhiên biến thành một tia kiếm quang phóng lên trời. Thần pháp sư kia thôi suy nghĩ, ông ta cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nơi kiếm quang đi qua, không gian đều bị chém rách. Thần pháp sư hai tay bấm quyết. Một giây sau, không gian trước mặt ông ta bắt đầu rung động kịch liệt, khi Diệp Huyên xông tới trước mặt ông ta đột nhiên nhìn về phía hắn, cấm không chi thuật, định. Dứt lời, không gian trong phạm vi vạn trượng xung quanh hai người đột nhiên rung lên, sau đó nhanh chóng thu lại, Diệp Huyên bị vây tại chỗ. Thần pháp sư lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người còn non lắm. Lúc này, không gian kia đột nhiên bình thường trở lại.
thanh kiếm của Diệp Huyên tiến quân thần tốc, nhắm thẳng vào giữa lông mày của thần pháp sư. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của thần pháp sư kia lập tức thay đổi, ông ta không ngờ Diệp Huyên có thể dễ dàng phá đi cấm thuật này của mình như thế. Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng trong mắt ông ta. Nhưng lúc này, ông ta đã không kịp suy nghĩ nhiều như thế nữa, ông ta giơ hai tay về phía trước, một tấm chắn hư ảo xuất hiện trước mặt ông ta. Thanh kiếm của Diệp Huyên đã tới. Diệp Huyên ở phía xa giận dữ gào lên, một giây sau, hắn nhanh chóng vung kiếm về phía trước, vô số kiếm quang nhanh chóng bắn ra từ trong thanh kiếm ma kha. Ầm ầm, chẳng mấy chốc, những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng. Chương 1159, nô lệ của kiếm. Phía xa, thần pháp sư kia đột nhiên tạo ra một thủ ấn kỳ lạ, chỉ chốc lát, xung quanh ông ta xuất hiện hơn chục nghìn mũi tên lửa. Thần pháp sư nhìn Diệp Huyên trong biển lửa ở phía xa, nhanh chóng chỉ hai tay về phía trước, vạn hỏa phần thiên. Dứt lời, những mũi tên lửa kia xuyên qua không gian, bắn nhanh về phía Diệp Huyên. Trong biển lửa, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi của hắn có vô số tia kiếm quang bắn ra, chỉ có điều những tia kiếm quang này mang một màu rất u ám. Kiếm quang xuất hiện, những mũi tên lửa kia lập tức bị chém vỡ nát hết. Thần pháp sư kia đang muốn ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên dậm chân phải một cái. Vụt! Một tia kiếm quang xuất hiện. Thần pháp sư kia trợn mắt, một giây sau, từ trên xuống dưới trên cả người ông ta xuất hiện một ánh lửa yếu ớt. Mà lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện phía sau thần pháp sư. Diệp Huyên đứng thẳng, trên mũi kiếm ma kha trong tay hắn có một giọt máu tươi. Thần pháp sư nhìn về phía trước với vẻ khó tin, hai tay ông ta còn đang bấm quyết, quanh người ông ta còn có một sức mạnh cường đại đang chuyển động. Tại sao ông ta lại chết? Đương nhiên ông ta biết rõ. Vào khoảnh khắc khi nãy, tốc độ của Diệp Huyên thoáng chốc tăng lên ít nhất 5 lớn. Mà khi nãy ông ta và Diệp Huyên cách nhau chưa đến mấy chục trượng, khoảng cách như thế, tốc độ gấp 5 lần có thể lấy mạng ông ta trong nháy mắt. Chỉ thiếu một chút thôi. Chỉ cần Diệp Huyên chậm một chút, cho dù chỉ là một chút, ông ta cũng có thể đỡ được chiêu kiếm chí mạng này. Đáng tiếc là một chút như thế lại khiến ông ta mất mạng. Ánh mắt của thần pháp sư dần mất đi tiêu cự. Giết người. Bây giờ trong đầu hắn đều là suy nghĩ giết người. Lúc này, kiếm chấn hồn trở về trong người Diệp Huyên, tiểu chủ, sức mạnh trong kiếm kia không thuộc về người, nhớ kỹ. Đừng để bị nó khống chế, nếu không tiểu chủ sẽ bị nó điều khiển, trở thành nô lệ của kiếm. Nô lệ của kiếm. Chương 1160, đánh giá thấp. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, có ý gì? Tiểu hồn nặng nề nói, người có thể điều khiển kiếm, kiếm cũng có thể điều khiển người. Tiểu chủ nhớ kỹ, đừng để bị kiếm điều khiển, nếu không nó sẽ khống chế người ra tay với người thân nhất của mình. Dùng cách đó để cắt đứt tất cả vương vấn của người. Nói đến đây, nó im lặng một lát rồi tiếp tục, nếu tiểu chủ bị khống chế, rất có thể sẽ tự tay giết muội muội mình. Không. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quát to, con mẹ nó dám sao? Dứt lời, hắn chợt nắm chặt thanh kiếm ma kha này, gào thét như dã thú, người biết điều một chút cho ông. Kiếm ma kha. Có thể nói là lúc này Diệp Huyên đang rất nóng nảy. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai làm hại đến Diệp Liên. Kể cả bản thân hắn. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Huyên mạnh mẽ kiểm soát sự ăn mòn của sức mạnh kia, thần trí ngày càng minh mẫn. Nhưng hắn vẫn không được ổn lắm. Vì nguồn sức mạnh kia quá mạnh. Mạnh đến mức hắn bây giờ không thể khống chế được. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một giây sau, hắn ta biến thành một tia kiếm quang bay lên trời. Giết chóc. Hắn nhất định phải phát tiết nguồn sức mạnh này, nếu không sớm muộn gì nó cũng sẽ cắn ngược lại hắn. Sau khi Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương liên thủ, tình hình chiến đấu cũng dần thay đổi. Vì lúc này, không ai ở đây có thể đấu lại Diệp Huyên và Mạc Tà cả, hai người gần như đánh đâu thắng đó, mà hai con ác thú cũng càng đánh càng hăng. Phía xa, họa sư nhìn về phía Đại Tôn, là ông đánh giá thấp Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương rồi. Đại Tôn nhìn xuống dưới, lúc này,
tinh vực Vị Ương và Ma Kha tộc đã bắt đầu áp đảo, tình huống cực kỳ bất lợi với tinh vực Thiên Hà và dị vực. Đặc biệt là đám người Mạc Tà và Diệp Huyên kia, ngoài cao thủ thế hệ trước, những người còn lại hoàn toàn không đánh nổi một hiệp. Lúc này, họa sư nhẹ nhàng nâng tay, một sức mạnh cường đại lập tức bao phủ lấy Đại Tôn. Chương 1161, người duy trì trật tự tinh không. Đại Tôn ngẩng đầu nhìn họa sư, nhếch miệng cười, người nghĩ các ngươi có thể thắng ư? Họa sư cau mày, Đại Tôn lại nói, các ngươi vĩnh viễn không biết lần này là ai muốn ra tay với mình đâu. Họa sư trầm ngâm, một giây sau, nàng ta đột nhiên siết chặt tay. Ầm. Đại Tôn kia lập tức biến thành hư vô. Họa sư ngẩng đầu nhìn lên chân trời, một giây sau, nàng ta vung tay, một cây bút vẽ màu đen xẹt qua chân trời, sau đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung. Rút lui. Lúc này, trong hư không vang lên một giọng nói. Cao thủ của tinh vực Thiên Hà và dị vực bắt đầu rút lui, chẳng mấy chốc đã rút lui tới trên đám mây. Trong không trung, Thiên Tôn và Vị Ương Thiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người một lần nữa. Vị Ương Thiên để tay phải sau lưng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt Thiên Tôn không chút cảm xúc, nhìn từ ngoài mặt thì không thấy có thương tích gì. Lúc này, họa sư xuất hiện bên cạnh Vị Ương Thiên. Họa sư nhìn Thiên Tôn, kết thúc rồi. Thiên Tôn nhìn nàng ta, cười khẽ không, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Họa sư nhẹ giọng nói, vậy sao? Thiên Tôn nhẹ giọng nói, các ngươi đánh giá thấp tầm quan trọng của bảo vật này rồi. Người duy trì trật tự tinh không? Vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, có vô số tinh vực, mà bên trong những tinh vực này có một nhóm người như thế, bọn họ bảo vệ tinh không, duy trì trật tự tinh không? Những người này chính là người duy trì trật tự tinh không? Nhóm người thần bí nhất, cũng là nhóm người cực kỳ mạnh mẽ trong tinh không? Chương 1162, Bảo vật. Nhìn thấy ông lão này xuất hiện. Họa sư và Vị Ương Thiên lập tức hiểu ra dị vực và tinh vực Thiên Hà đều là quân cờ, người duy trì trật tự tinh không mới thật sự là người đứng sau màn. Trên không trung, ông lão áo tím nhìn họa sư và Vị Ương Thiên bên dưới, Diệp Huyên này là người chúng ta cần. Họa sư nhìn ông lão áo tím, mục đích của các người cũng không chỉ là muốn Diệp Huyên. Ta rất không hiểu, mục tiêu của các ngươi chỉ là Diệp Huyên, vậy vì sao phải ra tay với tinh vực Vị Ương? Ông lão áo tím nhẹ giọng hỏi, trong lòng tinh vực Vị Ương và Ma Kha tộc các người không biết hay sao? Họa sư nhìn về phía Vị Ương Thiên nhẹ giọng nói, từng tiếp xúc với bọn họ, yêu cầu tinh vực Vị Ương chúng ta cách 5 năm phải cống nạp cho bọn họ một lần, ta từ chối rồi. Ông lão lưng còng của Ma Kha tộc ở bên cạnh cũng đi tới, Ma Kha tộc ta cũng từ chối. Họa sư gật đầu, hiểu rồi. Trên không trung. Ông lão áo tím kia nhìn ba người họa sư, đầu hàng sẽ được miễn tội chết. Đầu hàng. Vị Ương Thiên cười khẩy, bảo ta đầu hàng. Ông nghĩ mình là ai? Ông lão lưng còng bên cạnh Vị Ương Thiên cười khẽ nói, đầu hàng. Từ thời tiên tổ đến bây giờ, Ma Kha tộc ta chưa từng quỳ xuống trước ai đâu. Trên không trung, sắc mặt ông lão áo tím vô cùng lạnh lẽo tự tìm đường chết. Dứt lời. Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên lệnh bài, một bệ đá lớn lập tức xuất hiện trước mặt ông ta, trên bệ đá có gần trăm cái truyền tống trận. Chẳng mấy chốc, những truyền tống trận kia bắt đầu chấn động, như có thứ gì đó muốn đi ra ngoài vậy. Trên không trung, ông lão áo tím nhìn mấy người Vị Ương Thiên, sau đó nhìn sang Diệp Huyên. Lúc này, hai mắt Diệp Huyên đang nhắm chặt, cơ thể không ngừng run rẩy. Áp chế. Bây giờ hắn đang áp chế lực lượng Ma Kha và giết chóc chi niệm trong người mình. Ông lão áo tím híp mắt lại, lúc này, Diệp Huyên lại nói, nhưng ông không thích cho ông đấy. Mọi người! Ông lão áo tím nhìn Diệp Huyên, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, yên tâm, ta sẽ tự mình lấy. Lúc này, Diệp Huyên nâng kiếm xông về phía ông lão áo tím, ông ta nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không chút cảm xúc. Chương 1163, tay của ông lão áo tím. Trên không trung, một bàn tay đột nhiên giữ vai Diệp Huyên lại. Họa sư. Họa sư nhìn Diệp Huyên, người đánh lại hắn sao? Diệp Huyên run giọng nói, ta không biết.
khóe miệng họa sư giật giật, không biết ngươi còn đi. Diệp Huyên hơi mờ mịt, ta muốn đi à? Họa sư. Lúc này, ông lão áo tím trên không trung đột nhiên nhìn về phía đám người thiên tôn, chúng ta chỉ cần bảo vật này thôi, còn lại đều là của tinh vực thiên hà và dị vực các ngươi. Thiên tôn im lặng. Ông lão nhẹ giọng hỏi, bảo vật này chí cao vô thượng, dù đưa cho ngươi, ngươi cũng không giữ được, hiểu không? Thiên tôn hỏi với giọng điệu nặng nề, rốt cuộc là thứ gì, vì sao? Ông lão áo tím ngắt lời thiên tôn, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Thiên tôn nhìn ông lão áo tím, không nói tiếp nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên nói, vì sao phải đợi người của bọn họ đến? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, hắn thắc mắc, bây giờ chúng ta có thể lợi dụng lúc người của bọn họ chưa đến giết chết bọn họ mà. Chọc ở bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có lý. Họa sư nhìn về phía vị Ương Thiên nói, giết. Giết. Dứt lời, nàng ta và họa sư xông ra ngoài. Ông lão lưng còng cũng xông ra ngoài. Phía sau ba người, cao thủ của Ma Kha tộc và tinh vực vị Ương cũng đều xông ra ngoài. Trên không trung, ông lão áo tím kia khẽ nhíu mày, một giây sau, ông ta nhìn về phía Ngôn Sinh và Thiên Tôn ở một bên, ngăn bọn họ lại. Thiên Tôn hơi do dự, sau đó xông về phía vị Ương Thiên. Mà mấy thần pháp sư kia thì bắt đầu nhằm vào họa sư. Còn ông lão lưng còng thì bị một hư ảnh ngăn cản. Ầm. Kiếm quang nứt toác. Ông lão áo tím nhìn Diệp Huyên bên dưới, một giây sau, ông ta không hề báo trước xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó, ông ta giơ tay phải nắm lấy Diệp Huyên. Bị nắm lấy, Diệp Huyên lập tức cảm thấy người mình như bị giữ chặt. Chương 1164, tay của ông lão áo tím. Lúc này, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, người đến chính là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh đấm ra một quyền, tay của ông lão áo tím cũng không dừng lại, giơ lên chặn lấy nắm đấm của Bạch Tiên Sinh. Ầm ầm. Một sức mạnh cường đại đột nhiên truyền tới, Diệp Huyên ở phía sau Bạch Tiên Sinh bị chấn động đến mức liên tục lùi về, nhưng lúc này, một phi kiếm lại lặng lẽ xuất hiện ở nơi cổ họng của ông lão áo tím. Ông lão áo tím nhíu mày nhích người, phi kiếm chém ngang qua trong không khí, lúc này, ông ta đã ở sau lưng Bạch Tiên Sinh, nhưng ông ta không ra tay với Bạch Tiên Sinh, mà lại ra tay với Diệp Huyên. Tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Huyên muốn tránh cũng không kịp, vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn cầm kiếm Ma Kha bằng hai tay chém về phía trước một nhát. Vụt. Một tia kiếm quang u ám chém mạnh xuống. Ầm. Tia kiếm quang kia lập tức vỡ tan, nhưng ông lão áo tím cũng lùi lại khoảng một trượng. Ông ta nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, kiếm này của ngươi cũng khá mạnh đấy. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh đột nhiên kéo tới từ sau lưng ông ta. Ông lão áo tím khẽ nhíu mày, ông ta xoay người đấm ra một quyền. Một quyền vô cùng bình thường, nhưng nó lại khiến Bạch Tiên Sinh lùi cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, không gian xung quanh Bạch Tiên Sinh vỡ nát, biến thành một màu đen kịt. Ông lão áo tím nhìn Bạch Tiên Sinh, có hơi đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng lúc này ta không rảnh quan tâm đến ngươi. Nói xong, ông ta xoay người nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa, một giây sau, ông ta xông về phía Diệp Huyên. Tốc độ nhanh đến mức Diệp Huyên không thể nhìn rõ. Diệp Huyên giẫm chân phải, người bay lên trời, cùng lúc đó, hắn cầm kiếm chém thật mạnh xuống. Mà chiêu kiếm này vẫn bị một bàn tay giữ lại. Tay của ông lão áo tím. Ông lão áo tím nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không chút cảm xúc, ông ta đang muốn ra tay, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, một nắm đấm nhắm thẳng vào đầu ông ta. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyên có thêm một người. Mạc Tà. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, ta đấu cận chiến với ông ta, người sử dụng phi kiếm, có vấn đề gì không? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi đáp, xử ông ta. Chương 1165, Mạc Tà cũng đấm ra một quyền. Diệp Huyên vừa dứt lời, Mạc Tà lập tức xông ra ngoài. Tốc độ của Mạc Tà rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt ông lão áo tím. Mặt ông lão áo tím không chút cảm xúc, lúc Mạc Tà đánh một quyền về phía ông ta,
thân thể ông ta đột nhiên mở đi. Vụt! Cú đấm này của Mạc Tà đấm vào không khí. Sắc mặt Mạc Tà hơi thay đổi, nhanh chóng xoay người, mà lúc này, một bàn tay đã đánh tới trước ngực hắn ta. Bốp! Mạc Tà bay ngược ra ngoài. Nhưng gần như cùng một lúc khi Mạc Tà bay ra ngoài, một thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông lão áo tím, ông ta xoay người, cơ thể run lên, thanh phi kiếm kia đã xuất hiện sau lưng ông ta. Ông lão áo tím nhìn Diệp Huyên, giơ tay ra nắm lấy hư không, một sức mạnh cường đại lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Chém! Giọng nói của Diệp Huyên đột nhiên vang lên, sau đó, một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn. Nguồn sức mạnh kia của ông lão áo tím lập tức bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém rách. Ông ta híp mắt lại, muốn ra tay một lần nữa, nhưng Mạc Tà đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta. Ông lão áo tím nhíu mày, xoay người đấm ra một quyền. Mạc Tà cũng đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Ầm ầm, chuyện ngôn tình. Ông lão áo tím sa sầm mặt, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện. Một tàn ảnh nhanh chóng xuất hiện sau lưng ông ta. Mạc Tà. Ông lão áo tím xoay người đánh tới một chưởng. Ầm ầm. Chương 1166, giải quyết người này trước. Không gian lập tức nứt toác, Mạc Tà vừa xông tới trước mặt ông lão áo tím đã bị đánh bay, gần như cùng lúc đó, ông ta lại xoay người đánh thêm một chưởng. Vụt. Một vùng kiếm quang lập tức bị ông ta đánh tan. Ông lão áo tím nhìn Diệp Huyên phía xa, đang muốn ra tay một lần nữa thì lúc này, chân trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng nổ vang. Ông lão áo tím nhìn quay đầu nhìn lại, trong hư không, đám người Ngôn Sinh liên tục bại lui, hơn nữa, bây giờ chỉ còn lại hai thần pháp sư. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo tím khẽ nhíu mày, ông ta lập tức thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Ông lão áo tím đột nhiên biến mất. Phía xa, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, hắn đang muốn ra tay thì một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, một giây sau, ông lão áo tím kia liên tục lùi xa mười mấy trượng. Bóng trắng này chính là Vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn ông lão áo tím, sao cứ thích hỉ lớn hiếp nhỏ thế? Ông lão áo tím lạnh lùng nhìn Vị Ương Thiên. Người sẽ phải trả giá thê thảm vì sự chống đối của mình. Vị Ương Thiên cười lạnh, vậy sao? Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi phá trận kia đi. Diệp Huyên gật đầu, đi thẳng về phía bệ đá ở không trung. Thấy thế, ông lão áo tím nhíu mày, ngăn hắn lại. Dứt lời, mấy bóng đen đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, xông về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đang muốn xuất kiếm. Mạc Tà đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Mạc Tà nhìn thoáng qua những bóng đen kia, người đi đi, những kẻ này cứ để ta. Dứt lời, bọn họ lập tức xông về phía Mạc Tà. Mạc Tà siết chặt tay phải, một giây sau, hắn giẫm chân phải, cũng xông về phía trước. Lúc này, Diệp Huyên đã đi tới trước bệ đá kia, trên bệ đá có gần trăm truyền tống trận đang không ngừng rung lên, rõ ràng là có thứ gì đó đang truyền tống. Chương 1167, vì sao không thừa thắng xông lên? Diệp Huyên chém một nhát kiếm về phía trước, một tia kiếm quang bay ra, lúc tia kiếm quang sắp chém lên trên truyền tống trận, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước kiếm quang, ông ta giơ một ngón tay lên. Ầm. Kiếm quang nứt toác. Đúng lúc này, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, vì mấy thanh phi kiếm đã bay đến những truyền tống trận khác. Ầm ầm ầm. Một truyền tống trận trên đài truyền tống bắt đầu nứt toác. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta đột nhiên biến mất. Ầm ầm. Chỗ người đàn ông trung niên đi qua, không gian không ngừng chấn động, cực kỳ đáng sợ. Hai tay Diệp Huyên cầm kiếm Ma Kha, lúc này, vô số lực lượng Ma Kha không ngừng tập trung vào người hắn. Sau một thoáng yên tĩnh, Diệp Huyên tiến tới một bước, chém kiếm xuống. Xoẹt. Thanh kiếm chém qua, không gian vỡ nát. Ầm ầm. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên lập tức đẩy lui người đàn ông trung niên kia, hắn không đuổi theo ông ta mà chỉ tay sang bên trái, mấy tia kiếm quang chém thẳng lên trên truyền tống trận,
chẳng mấy chốc, lại một truyền tống trận trên đài truyền tống bị phá hủy. Thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông trung niên ở cách đó không xa trở nên cực kỳ khó coi, mà lúc này, ông lão áo tím đang giao thủ với vị ương thiên bên dưới cũng dừng lại. Lui! Lúc này, một giọng nói vang lên, chẳng mấy chốc, cao thủ của dị vực và tinh vực thiên hà bắt đầu lùi về phía sau, lui thẳng về trong tinh không. Vị ương thiên muốn đuổi theo, nhưng họa sư ngăn nàng ta lại. Vị ương thiên khẽ nhíu mày, vì sao không thừa thắng xông lên? Họa sư lắc đầu, ngươi nhìn bên dưới đi. Vị ương thiên cúi đầu nhìn, lúc này, bên dưới thi thể khắp nơi, trong đó có của dị vực và tinh vực thiên hà, cũng có của ma kha tộc và tinh vực vị ương. Mà đa số các cao thủ của ma kha tộc và tinh vực vị ương còn lại đều bị thương nặng. Vị ương thiên im lặng. Trên không trung, ông lão áo tím nhìn xuống đám người vị ương thiên, lúc chúng ta quay lại, sẽ là ngày chết của các ngươi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đại quân của dị vực và tinh vực thiên hà cũng rối rít rút lui. Chương 1168, đánh giá thấp bọn họ rồi. Thấy cao thủ của tinh vực thiên hà và dị vực đã rút lui, cao thủ của ma kha tộc và tinh vực vị ương đều thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ muốn sống. Lúc này, họa sư, vị ương thiên và ông lão lưng còng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Lúc này, một tinh võng to lớn đang bao lấy tinh hà bên trên Táng Thiên Trường Thành. Thấy cảnh này, vị ương thiên hơi nhíu mày, lập tức muốn ra tay, nhưng họa sư lại lắc đầu, cứ cho bọn họ bày trận đi. Ông lão lưng còng nhẹ giọng nói, đúng thế. Trừ khi chúng ta từ bỏ tinh vực vị ương, nếu không thì không có chút ý nghĩa nào cả. Vị ương thiên im lặng một lát, sau đó xoay người nhìn mọi người ở đây, chữa thương. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Họa sư nhìn về phía ông lão lưng còng, nhẹ giọng nói, Mạc quân tử, trò chuyện chút nhé. Ông lão lưng còng hơi do dự, sau đó gật đầu, trò chuyện một chút. Họa sư gật nhẹ đầu, được. Chẳng mấy chốc, cao thủ của ma kha tộc và tinh vực vị ương đều trở về chỗ của mình. Nhưng bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. Phải biết rằng lúc trước, mọi người vẫn còn là kẻ thù, mà khi nãy, bọn họ lại liên thủ chống địch. Bên dưới, Mạc Tà ngồi dưới đất, bên cạnh hắn ta là Tả Thanh, Địa Sát, còn có con ác kỳ lân kia. Lúc này mấy người đều đã bị thương rất nặng. Mạc Tà như nhớ đến điều gì. Đột nhiên nhìn xung quanh, Diệp Huyên đâu? Tả Thanh nhìn quanh bốn phía, khi nãy còn ở đây mà. Sao vậy? Mạc Tà lẩm bẩm, kiếm ma kha. Nói đến đây, hắn ta nhìn Tả Thanh, đừng nói là hắn không trả nhé. Thất bại thảm hại. Lần này, chuyện vốn dĩ chắc chắn 10 phần lại phát triển thành thế này. Thiên Tôn nhẹ giọng nói, đánh giá thấp bọn họ rồi. Ngôn Sinh gật đầu, đúng thế. Chương 1169, vẫn chưa chết. Ban đầu bọn họ rất cẩn trọng với ma kha tộc và tinh vực vị ương, chính vì thế nên sau khi hai bên liều mạng với nhau xong bọn họ mới xuất hiện. Mà bọn họ không ngờ sau khi hai bên chiến đấu một trận mà chiến lực vẫn còn mạnh như thế. Lúc này, Thiên Tôn nhìn về phía ông lão áo tím, Cố Liên Huynh, muốn có được tinh vực vị ương thì nhất định phải giải quyết vị ương thiên. Họa sư, còn có lão tổ tông kia của ma kha tộc. Nói đến đây, ông ta thoáng im lặng rồi tiếp tục, ngoài những người này, Diệp Huyên và Mạc Tà kia cũng rất yêu nghiệt, nếu hai người này trưởng thành, chúng ta nhất định phải chú ý đến bọn họ. Ông lão áo tím tên Cố Liên dừng lại, ông ta nhìn lệnh bài trong tay, một lát sau mới nhẹ giọng nói, bên trên đã lên tiếng, sẽ để cao thủ ở tinh vực xung quanh đến đây. Hai ngày sau phát động tấn công. Các ngươi chuẩn bị một chút. Thiên Tôn khẽ nhíu mày, hai ngày sau. Vội thế. Ông lão áo tím hờ hững nói, chẳng lẽ còn muốn để bọn họ nghỉ ngơi lấy sức à? Thiên Tôn im lặng. Ông lão áo tím lại nói, linh khí cạn kiệt, tinh vực có thể sinh sống ngày càng ít, nếu không cướp được tinh vực vị ương, nhiều nhất mấy chục năm sau tinh vực thiên hà và dị vực sẽ hoàn toàn khô kiệt, trở thành một tinh vực chết. Thiên Tôn trầm giọng nói, nếu cái giá quá đắt. Cố Liên ngắt lời Thiên Tôn, giá, muốn sống không cần phải trả giá đắt à,
chúng ta chỉ cần bảo vật trên người Diệp Huyên, còn lại đều là của các ngươi. Ngôn Sinh chen miệng vào, lai lịch của Diệp Huyên có lẽ không đơn giản, theo điều tra của chúng ta, dường như sau lưng hắn có một cao thủ thần bí. Cố Liên chậm rãi nhắm mắt lại, dù là cao thủ nào, ở trước mặt tinh chủ của chúng ta cũng là đồ vô dụng. Trong nhà đá ở Táng Thiên Trường Thành, Diệp Huyên vừa trở về nhà đá đã vứt kiếm Ma Kha vào trong tháp giới ngục, sau đó, cả người hắn lập tức sụi lơ dưới đất. Suy yếu. Hắn hy vọng là mình điều khiển kiếm hơn, chứ không phải là bị kiếm điều khiển. Chọc và Chiến Quân ở chỗ cách Diệp Huyên không xa. Thấy Diệp Huyên giống hệt như một vũng bùn nhão, Chiến Quân trầm giọng hỏi, Diệp Huynh, Huynh không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, vẫn chưa chết. Chiến Quân nói, thế thì tốt. Chương 1170, thanh kiếm trên đỉnh tháp ra tay. Nói xong, hắn ta như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt trở nên hơi phức tạp, không ngờ chúng ta sẽ đi liên thủ với Ma Kha tộc. Chọc cũng nói, đúng thế, nhưng nếu không liên thủ thì mọi người đều phải chết. Nói đến đây, gã nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, Huynh nghĩ sao? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, Ma Kha tộc và chúng ta cũng là vì sinh tồn, cũng là vì được sống thôi. Chọc nói với giọng điệu nặng nề, nhưng trước đây, rất nhiều huynh đệ của chúng ta đã chết trong tay bọn họ. Chiến Quân gật đầu, nghĩ lại, ta cũng không có cách nào quên được chuyện này. Cập nhật chuyện nhanh tại gạch dưới trơm gờ uyên, me gạch dưới. Diệp Huyên ngồi dậy, hắn nhìn về phía Chiến Quân và Chọc, ta không bảo mọi người quên đi thù hận, chắc chắn Ma Kha tộc cũng sẽ không quên, nhưng bây giờ, chúng ta có kẻ thù mạnh hơn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn ra ngoài nhà đá, nhẹ giọng nói, liên thủ, có lẽ còn có chút cơ hội sống. Thù hận. Hắn cũng không hiểu rõ thù hận giữa Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương cho lắm. Nhưng hắn biết nếu hai bên không tạm thời buông xuống thù hận, thì cả hai đều sẽ phải chết. Thật ra hắn biết Chiến Quân và Chọc cũng hiểu điều này, nhưng trong lòng hai người vẫn có chút khó mà quên được thôi. Cũng phải, từng là kẻ thù, bây giờ lại phải liên thủ, dù gì vẫn thấy hơi kỳ quặc. Lúc này, Chiến Quân đột nhiên nói, nhưng so với Ma Kha tộc, ông đây muốn giết chết người của tinh vực Thiên Hà và dị vực kia hơn. Chọc gật đầu, ta cũng thế. Diệp Huyên cười nói, mau chữa thương đi. Chiến Quân và Chọc gật đầu, sau đó bắt đầu chữa thương. Kiếm Ma Kha lập tức bị chém bay. Diệp Huyên ở bên ngoài sửng sốt. Thanh kiếm trên đỉnh tháp ra tay. Chương 1171, đều không phải cách. Trong tầng 2, Tiểu Linh Nhi ôm thanh kiếm kia điên cuồng đuổi theo chém kiếm Ma Kha. Lúc đầu kiếm Ma Kha không phục, lập tức phản kích, nhưng chẳng mấy chốc, nó bắt đầu chạy trốn, vì sau khi so đấu với thanh kiếm trong tay Tiểu Linh Nhi, nó lập tức bị nứt ra, nếu Tiểu Linh Nhi dùng nhiều sức hơn, nó sẽ lập tức vỡ tan. Trốn. Kiếm Ma Kha không ngừng chạy trốn trong tháp giới ngục, còn Tiểu Linh Nhi thì không ngừng đuổi theo, nhưng tốc độ cô bé quá chậm, không đuổi kịp kiếm Ma Kha. Có điều Tiểu Linh Nhi cũng không định bỏ qua. Vẫn ôm kiếm không ngừng đuổi theo kiếm Ma Kha trong tháp. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, không quan tâm nữa, tập trung chữa thương. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đứng dậy rời khỏi nhà đá, hắn đi tới bên tường thành, dưới tường thành có vài người đang thu dọn chiến trường. Có rất nhiều thi thể. Khắp nơi tràn đầy mùi máu tanh. Lúc này, một cô gái đi tới bên cạnh Diệp Huyên, người đó chính là họa sư. Họa sư nhìn thi thể bên dưới, nhẹ giọng nói, có suy nghĩ gì? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, thế giới quá tàn khốc. Họa sư nhìn Diệp Huyên, còn gì nữa không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chiến tranh rất tàn khốc. Họa sư nhìn những thi thể bên dưới, đúng là rất tàn khốc, trong thời buổi loạn lạc thế này, mạng người luôn rẻ mạt như thế đấy. Diệp Huyên nhìn họa sư, tiền bối muốn nói gì? Họa sư nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngăn chặn chiến tranh. Diệp Huyên lắc đầu, rất khó. Họa sư nhẹ giọng nói, đúng là rất khó. Mấy năm nay, ta vẫn luôn xoay vòng giữa Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Diệp Huyên nói, trong suy nghĩ của ta, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể ngăn cản chiến tranh.
Họa sư nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, tiền bối rất mạnh. Thật sự rất mạnh, nhưng nếu tiền bối mạnh hơn bây giờ gấp 10 hoặc gấp 100 lần thì sao? Lúc đó, tiền bối chỉ cần nói một câu là được. Họa sư cười nói, lời ngươi nói cũng có lý. Đúng là ta có thể giết rất nhiều người, thậm chí là cứu rất nhiều người, nhưng lại không ngăn được lòng tham và ác niệm của họ. Họa sư nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là giao món bảo vật đó ra, chuyển tai họa này ra ngoài, thứ hai là trốn. Diệp Huyên cười khổ, đều không phải cách. Họa sư thắc mắc, tại sao? Diệp Huyên đáp, thứ nhất, không phải ta không muốn giao bảo vật này ra, mà là nó đã liên kết với tâm thần của ta, trừ khi nó tự nguyện đi, nếu không thì ta không làm gì được cả. Chương 1172, họa sư biết tháp giới ngục. Đúng như hắn nói, hắn hoàn toàn không thể khống chế tháp giới ngục này, ít nhất là hắn không có cách lấy nó ra. Hơn nữa trước đây đại thần tầng 2 từng nói với hắn, sở dĩ tháp giới ngục này đi theo hắn là vì cô gái váy trắng. Tóm lại là hắn cũng rất khó chịu. Họa sư nhìn Diệp Huyên, nếu không thể giao bảo vật này ra, vậy vì sao không trốn? Diệp Huyên cười khổ, ta trốn thoát sao? Họa sư nhẹ giọng nói, cũng đúng, ngươi là mục tiêu của bọn họ, dù ngươi trốn đến đâu, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên cười khổ, đúng thế, ai cũng có thể trốn, chỉ mỗi ta là không. Ở lại đây, đi theo mọi người, có lẽ ta còn có chút cơ hội sống. Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi tiếp tục, nếu mọi người sợ ta liên lụy đến mình, ta có thể rời đi. Họa sư cười nói, sao có thể? Ngươi rời đi, bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua cho tinh vực vị ương, mà ngươi ở lại đây cũng là một trợ lực lớn, không phải sao? Diệp Huyên cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Họa sư nói, ta muốn đi đến nơi khác một chuyến, ngươi ở lại đây giúp đỡ Bạch tiên sinh, giúp ông ấy khuyên vị ương, nàng tính tình chính trực, còn nóng nảy, rất dễ làm chuyện quá khích. Diệp Huyên gật đầu một cái, được. Họa sư xoay người rời đi. Lúc này, họa sư đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ta có thể đi vào trong người ngươi không? Diệp Huyên sửng sốt. Trong người. Họa sư biết tháp giới ngục. Họa sư cười nói, trong người ngươi có không gian, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, thứ cho ta nói thẳng, tốt nhất người đừng đi vào. Họa sư hỏi ngược lại, vì sao? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, nguy hiểm. Hắn biết họa sư rất mạnh, mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, nhưng trực giác nói với hắn, kẻ ở tầng thứ 5 mạnh hơn. Quan trọng nhất là nếu họa sư đi vào đánh nhau với tầng thứ 5, vậy người xui xẻo chắc chắn là hắn. Họa sư suy nghĩ một lát rồi nói, sau khi chuyện này kết thúc, nếu chúng ta còn sống thì ta muốn đi vào xem thử, được chứ? Diệp Huyên cười đáp, được. Họa sư cười khẽ, xoay người rời đi. Trên tường thành, Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, nơi đó chính là Ma Kha tộc. Mạc Tà gật đầu. Ông lão lưng còng im lặng một lát rồi hỏi, hắn sẽ trả lại chứ? Mạc Tà hơi do dự, sau đó nói, hắn là thiên tài yêu nghiệt nhất của tinh vực vị ương, ta tin tưởng nhân phẩm của hắn. Ông lão lưng còng nhẹ giọng nói, theo ta điều tra ở trong mắt người này. Dường như nhân phẩm không có giá trị lắm. Mạc Tà, chương 1173, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Sau khi rời khỏi đại điện, Mạc Tà đi lên một đỉnh núi. Hắn ta ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại, đặt tay lên trên hai chân. Lúc này, trong đầu hắn ta tràn đầy hình ảnh của trận đại chiến lúc trước. Sau trận chiến này, hắn ta cũng phát hiện rất nhiều điểm thiếu sót của mình, ngoài ra còn lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Đặc biệt là trận chiến với Diệp Huyên, đem lại lợi ích không nhỏ. Khoảng thời gian tiếp theo, người của Ma Kha tộc và tinh vực vị ương đều đang dưỡng thương. Vì bọn họ đều biết dị vực và tinh vực thiên hà sẽ kéo nhau trở lại. Mà ngày cao thủ của bọn họ quay lại, cũng chính là lúc phải quyết chiến. Trong nhà đá, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt hắn là thanh kiếm Ma Kha kia. Sau khi đắc tội Tiểu Linh Nhi, thanh kiếm này không ngừng bị Tiểu Linh Nhi đuổi theo, Diệp Huyên thấy Tiểu Linh Nhi mãi không bớt giận, bèn đưa nó ra ngoài.
Kiếm ma kha. Nhìn kiếm trước mặt, Diệp Huyền im lặng. Lực lượng ma kha. Tiểu hồn nói, kiếm này tự có khởi nguyên của lực lượng, giống như vô cùng vô tận vậy, kiếm thế này cực kỳ hiếm thấy, ngoài ra, đôi đồng tử trên kiếm cũng rất kỳ lạ. Diệp Huyền hỏi, kỳ lạ, có ý gì? Tiểu hồn nói, không biết, ta chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, chắc chắn kiếm này cũng có cấp bậc tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên tạo hóa cảnh. Chương 1174, vật về nguyên chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần khí tạo hóa cảnh còn chia cả tiên thiên hậu thiên à? Tiểu hồn đáp, đúng thế, tạo hóa cảnh chia làm ba loại, thứ nhất là hậu thiên tạo hóa cảnh, đây là do con người tạo ra, uy lực có hạn, thứ hai là tiên thiên, bảo vật tạo hóa cảnh này không phải con người tạo ra, có thể nói là nó vốn dĩ đã có rồi, chỉ là sau đó cũng có con người nhúng tay vào. Ví dụ như ta ở Minh tộc hấp thụ hồn phách mấy vạn năm, dùng hồn phách ngưng tụ hồn phách của mình, cuối cùng mới có chủ nhân cũ tạo nên thân xác cho ta. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Kiếm ma kha này cũng giống thế, đúng không? Tiểu hồn nói, không khác lắm. Diệp Huyền lại hỏi, vậy loại thứ ba thì sao? Tiểu hồn trầm giọng nói, nhân tạo. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu hồn giải thích, có vài bảo vật tạo hóa cảnh con người làm ra mạnh hơn bảo vật tiên thiên tạo hóa cảnh. Con người đạt tới trình độ nhất định thật sự có thể nghịch thiên. Diệp Huyền nhìn kiếm ma kha trước mặt, không thể không nói, thanh kiếm này và kiếm trấn hồn đều khá nghịch thiên. Vấn đề lớn nhất là kiếm này hơi khác kiếm tiểu hồn chủ động nhận hắn làm chủ, còn kiếm này thì không có ý đó, không chỉ không có, ngược lại còn muốn điều khiển hắn. Một thanh kiếm rất biết suy nghĩ. Một lát sau, Diệp Huyền cất kiếm ma kha, sau đó rời khỏi nhà đá. Diệp Huyền đi tới trước hang núi ở Ma Kha tộc, hắn vừa đến, một thanh niên đã xuất hiện trước mặt hắn. Người đó chính là Tả Thanh. Diệp Huyền cười nói, vật về nguyên chủ. Diệp Huyền hắn không phải thổ phỉ, không phải đồ của mình, hắn tuyệt đối sẽ không cần, đặc biệt là đây còn do người ta cho hắn mượn. Không biết xấu hổ cũng phải có giới hạn. Chương 1175, đại khái là thế. Mạc Tà cầm lấy kiếm, một lát sau, hắn lại đưa kiếm cho Diệp Huyền, Diệp Huyền khó hiểu, sao thế? Mạc Tà nói, kiếm này ở lại Ma Kha tộc ta chỉ sẽ khiến nó bị mai một thôi, ở trong tay huynh, nó mới có thể nở rộ hào quang. Diệp Huyền trầm giọng nhắc nhở, đây là bảo vật tạo hóa cảnh đấy. Mạc Tà cười nói, ta biết. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền, tiếp sau đây, Ma Kha tộc sẽ liên thủ với tinh vực Vị Ương. Chúng ta còn có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Nói đến đây, hắn ta quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, ân oán giữa Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương. Hắn ta lắc đầu một cái, lần này nếu không chống lại được, những thứ này đều không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Huynh, ta có một chuyện không hiểu, vì sao dị vực và tinh vực Thiên Hà phải tiêu diệt Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương? Muốn cướp địa bàn ư? Mạc Tà đáp, đại khái là thế. Ngôn tình tổng tài. Hắn ta vừa nói vừa nhìn lên chân trời, xung quanh có rất nhiều tinh vực Thiên Hà, dị vực, tinh vực Vị Ương, tinh vực Linh Hư, mà bây giờ chỉ có tinh vực Linh Hư và tinh vực Vị Ương là có thể sống được. Tinh vực Linh Hư cách chúng ta xa nhất, xung quanh có nhiễu loạn không gian, hoàn toàn không thể bố trí truyền tống trận, hơn nữa Linh Hư tinh cung thực lực mạnh mẽ. Cho nên tinh vực Vị Ương mới là sự lựa chọn tốt nhất của mọi người. Mạc Tà cười nói, lúc mới đến đây, Ma Kha tộc là muốn chinh phục tinh vực Vị Ương, độc chiếm nó, mà những thế lực kia của tinh vực Vị Ương chắc chắn sẽ không cho phép thế lực bên ngoài nhúng tay vào lợi ích của bọn họ, cho nên hai bên hoàn toàn không thể nói chuyện đàng hoàng được, hiểu không? Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, nếu ta làm chủ Ma Kha tộc, ta dẫn dắt Ma Kha tộc sống ở tinh vực này, mọi người sống chung hòa bình, huynh có đồng ý không? Chương 1176, ta cũng là vì Ma Kha tộc thôi. Diệp Huyền cười khổ, huynh có thể làm chủ Ma Kha tộc, nhưng ta đâu có làm chủ được tinh vực Vị Ương. Mạc Tà suy nghĩ một lát, sau đó nói, cũng phải, sau khi xong chuyện lại nhắc tới chuyện này sau đi. Đi theo ta, dẫn huynh đến một chỗ. Nói xong. Hắn ta xoay người đi về phía xa.
Tả Thanh đưa tay ra hiệu mời, Diệp Huyên gật đầu đi theo. Một lát sau, Mạc Tà dẫn Diệp Huyên đi tới một hang động dưới lòng đất, sau khi đi được nửa canh giờ Mạc Tà mới dừng lại. Lúc này, trước mặt ba người không xa có một bệ đá, một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trên bệ đá, người đàn ông trung niên tóc xõa ngang vai, tay đặt trên gối, không có hơi thở. Diệp Huyên hỏi, đây là... Mạc Tà nhẹ giọng đáp, tiên tổ của Ma Kha tộc ta, một cao thủ dùng kiếm, cũng là cao thủ dùng kiếm duy nhất của Ma Kha tộc, sau ông ấy thì không một ai có thể điều khiển được kiếm Ma Kha này nữa. Diệp Huyên nói, huynh dẫn ta đến đây làm gì? Mạc Tà dẫn Diệp Huyên đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, Diệp Huyên phát hiện trước mặt ông ta có một quyển cổ tịch, trên cổ tịch có bốn chữ to, Ma Kha nhất kiếm. Mạc Tà nhẹ giọng nói, kiếm kỹ này không nên mai một ở đây. Hơn nữa trong này còn có cách khống chế lực lượng Ma Kha. Có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn với huynh. Nói xong, hắn ta cầm cuốn cổ tịch kia lên đưa cho Diệp Huyên, tặng huynh. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vẫn thấy hơi khó hiểu. Mạc Tà gật nhẹ đầu, xoay người rời đi. Tả Thanh nhìn Diệp Huyên một cái, cũng xoay người đi theo. Diệp Huyên nhìn quyển cổ tịch trong tay, im lặng. Từ trong lời nói của Mạc Tà, hắn phát hiện Mạc Tà cũng không thích chiến tranh, đúng thật là thế, tiếp tục đánh sẽ chỉ có nhiều người chết hơn thôi. Chương 1177, Ma Kha nhất kiếm. Đương nhiên những chuyện này đều phải nói sau, vì bây giờ dù là Ma Kha tộc hay tinh vực Vị Ương đều cần đối mặt với dị vực và tinh vực Thiên Hà. Có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, cầm quyển trục xoay người rời đi. Trên đỉnh núi, nhìn Diệp Huyên biến mất ở phía xa, ông lão lưng còng sau lưng Mạc Tà nhẹ giọng hỏi, có đáng không? Mạc Tà cười, lão tổ, kiếm Ma Kha ở trong tay chúng ta chỉ khiến nó mất đi giá trị thôi, không phải sao? Ông lão lưng còng đáp, nhưng nó cũng là của chúng ta. Mạc Tà khẽ nói, bây giờ chúng ta có chung kẻ thù. Ông lão lưng còng hỏi, sau đó. Mạc Tà nói, chúng ta có thể sẽ chết. Ông lão phản bác, cũng có thể sống. Mạc Tà im lặng. Ông lão lưng còng lại nói, nếu sống, hắn có thể sẽ là kẻ thù của cậu, mà nếu không có hắn, trong thế hệ trẻ của tinh vực Vị Ương sẽ không có ai là đối thủ của cậu hết, khi đó, cậu sẽ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tinh vực này. Mạc Tà cười hỏi, lão tổ. Người mạnh nhất thế này có ý nghĩa gì sao? Ông lão lưng còng nhìn Mạc Tà lại cười, nếu chúng ta còn sống, hơn nữa ta và hắn phải quyết chiến một lần nữa, ta sẽ cố hết sức mình giết chết hắn. Ma Kha nhất kiếm. Ma Kha nhất kiếm này là tập trung lực lượng trong kiếm Ma Kha, sau đó chém ra một kiếm mạnh nhất. Phản phệ. Chương 1178, Ma Kha tâm pháp. Vị tiên tổ kia của Ma Kha tộc sử dụng kiếm này sẽ không bị phản phệ, nhưng hắn sử dụng thì có. Hơn nữa còn là phản phệ rất nặng, vì phản phệ này chính là bị lực lượng Ma Kha khống chế, trở thành nô lệ của kiếm. Trước tiên tổ của Ma Kha tộc, đã có không ít hơn mấy chục kiếm tu bị lực lượng Ma Kha này khống chế. Trong nhà đá, Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó cầm kiếm Ma Kha đi vào tháp giới ngục, kiếm Ma Kha bắt đầu rung lên. Như đang sợ hãi điều gì. Diệp Huyên mang kiếm Ma Kha đi tới trên đỉnh tháp, lúc này, nó bắt đầu rung động dữ dội. Diệp Huyên nhìn hai thanh kiếm trước mặt, sau đó nói, kiếm Ma Kha, ta không có ý gì khác, chỉ muốn nói với ngươi, ta không có quan hệ gì với hai thanh kiếm trước mặt cả, thật đấy, nếu ngươi muốn phản phệ ta, chắc chắn bọn họ sẽ không chém ngươi đâu. Kiếm Ma Kha. Đỉnh tháp. Thanh kiếm Ma Kha trong tay Diệp Huyên rung động kịch liệt. Diệp Huyên nhìn kiếm Ma Kha, cười nói, đừng căng thẳng, thật đấy, ta không có ác ý đâu. Kiếm Ma Kha. Diệp Huyên nhìn hai thanh kiếm trước mặt, nhẹ giọng nói, các ngươi yên tâm, nó sẽ không làm hại đến ta đâu. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía kiếm Ma Kha, ngươi nói đúng không? Kiếm Ma Kha. Đây là một loại tâm pháp mà vị tiền bối kia của Ma Kha tộc sáng tạo ra, có thể ổn định tâm thần. Cứ thế khoảng một khắc sau, Diệp Huyên đột nhiên cầm lấy kiếm Ma Kha, chẳng mấy chốc, một lực lượng mạnh mẽ tập trung vào người hắn. Lực lượng Ma Kha.
Chương 1179, đồng tử ma kha. Sau khi lực lượng này tiến vào trong người Diệp Huyên, hắn lập tức trở nên hưng phấn. Lực lượng. Hắn lại cảm nhận được lực lượng hấp dẫn đó một lần nữa, một lực lượng như vô cùng vô tận. Nhưng Diệp Huyên nhanh chóng tỉnh táo lại. Lực lượng. Lực lượng này rất hấp dẫn, nhưng đây không phải lực lượng của hắn, đây là lực lượng của kiếm ma kha, không thuộc về hắn. Lực lượng này có thể mượn dùng, nhưng tuyệt đối không thể lệ thuộc. Diệp Huyên giữ vững tâm thần, tiếp tục hấp thu lực lượng này, chẳng mấy chốc, ngày càng có nhiều lực lượng ma kha tiến vào người hắn. Căng. Đây là cảm giác của Diệp Huyên lúc này, hắn cảm thấy cả người mình căng tràn lực lượng, tựa như có thể giết chết tất cả trong nháy mắt vậy. Một lát sau, Diệp Huyên bắt đầu dẫn dắt lực lượng kia. Trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được kiếm ma kha cũng không có làm loạn, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, vẫn vô cùng dè dặt, hơn nữa còn bảo kiếm chấn hồn chú ý đến nó. Nếu kiếm ma kha dám làm loạn, hắn sẽ không nương tay. Đồng tử của ma kha. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, hắn nhanh chóng cảm nhận được những bức tranh, một thế giới u tối, khắp nơi đều là người chết, có một đôi mắt đang âm thầm nhìn xuống mọi chuyện, không đúng. Phải nói là đang cắn nuốt tất cả sát niệm và oán niệm. Giết người. Chương 1180, khống chế bằng cách nào? Lúc này, trên người Diệp Huyên đột nhiên phát ra sát khí mạnh mẽ, cùng lúc đó, đôi mắt của hắn cũng trở nên đỏ như máu. Sát niệm. Diệp Huyên cảm thấy thần trí của mình sắp bị sát niệm này khống chế. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Vội vàng giận dữ quát, đừng có kiếm chuyện với ông. Nhưng sát niệm kia lại càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, hơi thở trên người hắn cũng ngày càng mạnh. Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, vì hắn phát hiện mình đã sắp không khống chế được lực lượng này rồi, hắn không chút do dự, vội vàng trả đôi đồng tử kia về lại trong kiếm ma kha. Oanh! Diệp Huyên lập tức như quả bóng bị xì hơi sụi lơ ngã xuống đất. Trên mặt đất, Diệp Huyên không ngừng thở dốc, trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc khi nãy, hắn lại muốn giết người, giết ai cũng được, chỉ khi nghĩ đến Diệp Liên, sát niệm kia mới yếu đi được một chút. Nhưng sát tâm vẫn rất nặng. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lập tức ngồi dậy, vẻ mặt hắn có hơi dữ tợn, lúc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ, cái này không trách nó được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có ý gì? Tiểu hồn đáp, tiểu chủ, đây là bản tính của đồng tử ma kha, người muốn khống chế nó chỉ có hai con đường, một là thuận theo nó, bị nó khống chế, hai là áp đảo nó, để nó bị người khống chế. Diệp Huyên thắc mắc, bị ta khống chế. Tiểu hồn đáp, đúng vậy, tiểu chủ có thể khống chế nó. Diệp Huyên hỏi, khống chế bằng cách nào? Tiểu hồn nói, không bị nó khống chế, đầu óc tỉnh táo, thì người sẽ có thể khống chế nó. Vì nó cũng không có nhằm vào tiểu chủ, nếu không với thực lực của tiểu chủ bây giờ tuyệt đối không thể nào điều khiển được nó, nhưng ta không hiểu vì sao nó lại không nhằm vào tiểu chủ nhỉ. Vẻ mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, sau đó, hắn nghiêm mặt, chắc chắn là nó thấy ta có thiên phú dị bẩm, cho nên muốn đi theo ta. Tiểu hồn nói, chắc là, không có khả năng đó đâu nhỉ. Diệp Huyên đen mặt, tiểu hồn ngươi có ý gì? Cái gì gọi là không có khả năng? Tiểu hồn cười hì hì, không nói lời nào. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, cứ thế nhìn kiếm ma kha trước mặt. Muốn chinh phục kiếm này chỉ có một cách, đó là không bị nó khống chế. Còn đi sợ kiếm. Dần dần, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi khó coi, nếu ngay cả một thanh kiếm mà mình cũng sợ, thì mình còn tu kiếm kiểu gì? Nghĩ đến đây. Diệp Huyên cầm lấy kiếm ma kha bằng hai tay, sau đó, vô số lực lượng ma kha tập trung về phía hắn. Chương 1181, lại một canh giờ trôi qua. Khi ngày càng có nhiều lực lượng ma kha tiến vào người, cơ thể Diệp Huyên bắt đầu run rẩy, mà sát niệm kia lại xuất hiện một lần nữa. Không chỉ thế, trong hốc mắt hắn lại xuất hiện đôi đồng tử máu. Khi đôi đồng tử máu này xuất hiện, Diệp Huyên phát hiện sát niệm kia bắt đầu chiếm đoạt thần trí của mình. Diệp Huyên cắn chặt răng, lúc này, hắn không lùi bước nữa mà đối mặt trực diện với sát niệm này.
càng lùi bước thì càng sợ hãi. Diệp Huyên bắt đầu tiếp nhận nó, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ cho tâm thần của mình tỉnh táo. Giữ lại chút tỉnh táo, giữ lại bản tâm. Đây là việc bây giờ hắn phải làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát khí quanh người Diệp Huyên ngày càng mạnh, chẳng những thế, vẻ mặt hắn cũng ngày càng dữ tợn, tựa như một ma đầu vậy. Tiểu Linh Nhi ở một bên nhìn Diệp Huyên, cảm thấy hơi sợ, cô bé ôm chặt lấy đại thần tầng 2 bên cạnh, chỉ tay vào Diệp Huyên, không biết muốn thể hiện điều gì. Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Cứ thế khoảng 2 canh giờ sau, hơi thở trên người Diệp Huyên ngày càng mạnh mẽ, mạnh đến mức vượt qua cả thánh cảnh, nhưng lúc này, sát khí trên người hắn cũng mạnh đến đáng sợ. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía đại thần tầng 2, đại thần tầng 2 nhẹ giọng nói, chịu đựng được thì sẽ như tái sinh, không chịu đựng được, vậy cũng không thể trách người khác, đây là con đường mà hắn lựa chọn. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, hơi thở trên người Diệp Huyên vẫn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời, sát khí kia cũng ngày càng mạnh. Đây không phải sát khí của Diệp Huyên, mà là sát khí của đồng tử Ma Kha, vì vậy, sát khí này không bị Diệp Huyên khống chế, ngược lại, Diệp Huyên còn bị sát khí này khống chế. Tìm chuyện hay tại chuMTGCUNME. Bây giờ phải xem hắn và sát khí này cái nào mạnh hơn. Diệp Huyên đi tới trước mặt nàng ta, hắn chĩa kiếm vào đại thần tầng 2, vẻ mặt đại thần tầng 2 không chút cảm xúc. Diệp Huyên đột nhiên đâm về phía trước một cái. Đại thần tầng 2 không hề tránh né, nhưng khi kiếm còn cách giữa chân mày của nàng ta khoảng nửa tấc thì dừng lại. Diệp Huyên đột nhiên há miệng cười, đùa một chút thôi. Chương 1182, đi cầu xin hắn đừng giết chết ta ư. Dứt lời, hắn cất kiếm đi. Mà lúc này, đại thần tầng 2 đột nhiên xông lên, ngay sau đó, Diệp Huyên lập tức cảm thấy bụng có cảm giác đau đớn, sau đó, hắn bị văng ra xa. Đại thần tầng 2 đi về phía Diệp Huyên, đùa á. Ta cũng vừa đùa đấy. Nói xong, nàng ta đột nhiên tăng tốc. Bốp! Diệp Huyên lại bay ra ngoài một lần nữa. Một lát sau, Diệp Huyên ngồi tựa vào vách tường, kiếm Ma Kha ở ngay trước mặt hắn, còn đại thần tầng 2 thì ở cách đó không xa. Diệp Huyên cười khổ, mình đúng là tự tạo nghiệp mà. Đại thần tầng 2 đi tới trước mặt Diệp Huyên, hàng phục được nó rồi à? Diệp Huyên gật đầu, nhưng vẫn không ổn định lắm. Đại thần tầng 2 nói, suy cho cùng lực lượng kia cũng không phải của ngươi, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu, ta sẽ không quá lệ thuộc vào nó. Nói xong, hắn nhìn về phía đại thần tầng 2, rốt cuộc tầng 5 này có thái độ gì? Đại thần tầng 2 im lặng. Diệp Huyên hỏi, đừng nói là hắn nhất định muốn giết chết ta đấy. Đại thần tầng 2 lắc đầu, hắn muốn cái tháp, bây giờ tháp này đang trong giai đoạn suy yếu nhất, cộng thêm việc cô gái váy trắng không có ở đây, vì thế, bây giờ là thời cơ tốt nhất để hắn cướp tháp. Mà hắn muốn tháp, cho nên ngươi nhất định phải chết. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó hỏi, không có cách nào hóa địch thành bạn sao? Đại thần tầng 2 hờ hững hỏi lại. Hay là ngươi đi nói chuyện với hắn đi. Diệp Huyên lắc đầu, đi cầu xin hắn đừng giết chết ta ư. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, giản tự tại từ bỏ cái tháp này, là vì nàng ta biết nàng ta không thể nào khống chế được nó. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, vì sao lại chọn ta? Là vì ta ưu tú, là vì ta không giống người khác, là vì ta. Đại thần tầng 2 đột nhiên đánh tới một quyền. Bịch. Diệp Huyên bay ra ngoài. Chương 1183, người có suy nghĩ như thế là rất tốt. Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, không chịu nổi. Một lát sau, Diệp Huyên tựa lên vách tường, lúc này hắn vô cùng yên tĩnh. Đại thần tầng 2 này nóng tính quá. Động một tí là ra tay, đúng là không có nhân tính. Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên. Ngươi phải hiểu tháp giới ngục này cũng có thể không phải thật lòng phục tùng ngươi. Diệp Huyên nhìn nàng ta. Đại thần tầng 2 nói, sở dĩ nó nhận ngươi làm chủ là vì cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng có thể trấn áp những tồn tại trong này. Hơn nữa có lẽ nó cũng sợ cô gái váy trắng.
mà thần phục ngươi, có thể giúp nó có được sự tán thành và ủng hộ của cô gái váy trắng. Diệp Huyên cười khổ, cảm giác này rất khó chịu. Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên, có gì khó chịu? Diệp Huyên lắc đầu, trước giờ, ta luôn cho rằng nó vừa ý ta nên mới chọn ta. Đại thần tầng 2 nói, thật ra thì cũng có khả năng này. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là ngươi phải hiểu nó mạnh hơn ngươi, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyên gật đầu, hiểu, nhưng mà ta cũng không có sự lựa chọn nào khác, không phải sao? Đại thần tầng 2 im lặng. Diệp Huyên có sự lựa chọn nào khác sao? Thật ra thì hắn không có. Lựa chọn không cần tháp giới ngục. Vấn đề là tháp giới ngục tự tìm tới hắn, chứ không phải hắn tự động lựa chọn tháp giới ngục. Đại thần tầng 2 lắc đầu, lúc này, nàng ta chợt cảm thấy hơi mờ mịt, vì dường như rất nhiều chuyện đã được âm thầm sắp đặt trước rồi. Đại thần tầng 2 không nói gì. Diệp Huyên lại hỏi, vì sao bây giờ tên ở tầng 5 không ra tay? Đại thần tầng 2 đáp, lúc đầu là vì thanh kiếm kia, nhưng có lẽ đối phương sẽ nhanh chóng ra tay thôi. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta có thể cảm nhận được, nhiều nhất là chưa tới 5 ngày. Chương 1184, Đại thần tầng 2 xa sầm mặt. 5 ngày. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn rời khỏi tháp giới ngục. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Đại thần tầng 2 đi tới tầng 4, bước tới lối đi vào tầng thứ 5, không thể thương lượng sao. Sau một thoáng yên tĩnh, trong tầng 5 đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt Đại thần tầng 2 lập tức thay đổi. Sau mấy giây, khóe miệng nàng ta chậm rãi có máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên trong tầng 5, thương lượng. Một người bình thường như con kiến có tư cách gì thương lượng với ta? Dứt lời, người kia đi về phía lối vào. Lúc này, một thanh kiếm trên đỉnh tháp bay xuống, một khắc sau, thanh kiếm đi vào trong tầng 5. Ong! Tiếng kiếm reo vang vọng khắp tầng 5. Một lát sau, thanh kiếm kia rời khỏi, trở lại đỉnh tháp. Trong tầng 5 đột nhiên có một giọng nói vang lên, kiếm không tệ, không biết chủ nhân của kiếm như thế nào. Đại thần tầng 2 nhìn vào trong tầng 5, có lẽ ngươi sẽ được gặp thôi. Người trong tầng 5 cười nói, lúc trước thanh kiếm kia đã rời khỏi tháp này, có lẽ muốn đi tìm chủ nhân của nó, hy vọng chủ nhân của nó đừng quá yếu, nếu không lúc ta ra ngoài sẽ nhàm chán hơn rất nhiều. Chuyện phun. Đại thần tầng 2 xa sầm mặt. Không ngờ tên ở tầng 5 lại đang chờ chủ nhân của thanh kiếm kia. Đây là ngông cuồng kiêu ngạo, hay là tự tin vậy? Sau khi rời khỏi tháp giới ngục, Diệp Huyên đi tới dãy núi mình từng thường xuyên tu luyện. Diệp Huyên chậm rãi bước đi trong rừng. Trong rừng có gió nhẹ thổi qua, hơi lạnh lẽo. Từ Thanh Thành đi tới bây giờ, hắn trải qua rất nhiều điều, cũng biết được rất nhiều chuyện. Chương 1185. Nhưng có thật sự là như thế không? Bây giờ hắn đã không ngây thơ muốn có một cuộc sống yên bình nữa. Ở thế giới thế này, muốn sống yên bình rõ ràng là tự tìm đường chết. Vì nói không chừng một ngày nào đó, cả thế giới sẽ đột nhiên bị hủy diệt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này trên chân trời có một tấm tinh võng to lớn. Dị vực. Tinh vực thiên hà. Tầng thứ 5. Những người này đều muốn hắn chết. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, trong lúc vô tình, mình lại đi đến bước đường cùng. Không đúng, từ khi ở Thanh Thành đến giờ, tình cảnh của mình chưa bao giờ tốt đẹp cả. Sinh tồn. Diệp Huyên tiếp tục đi về phía trước, hắn phát hiện bây giờ mình đã không thể nghĩ đến kiếm đạo võ đạo gì nữa, việc phải làm bây giờ chính là sống thật tốt. Nếu mình chết thì muội muội phải làm sao? Mẫu thân phải làm sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên hơi dữ tợn. Sống sót. Mình muốn sống thật tốt. Diệp Huyên mở tay phải ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm tiên linh. Diệp Huyên chỉ kiếm xuống đất, một giây sau, hai loại kiếm ý chợt xuất hiện xung quanh hắn. Một đen một trắng, một thiện một ác. Thiện. Ác.
Trước đây hắn không hiểu rõ về thiện ác này lắm, vì thiện ác trên đời thường đều do cao thủ định đoạt. Thiện ác, do tâm định, chứ không phải do người khác nói. Mình bảo vệ muội muội, bảo vệ mẫu thân, chiến đấu vì bản thân, vì tinh vực vị ương, đây chính là thiện. Nghĩ đến đây, kiếm ý thiện niệm ở trước mặt Diệp Huyên đột nhiên biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, trong hư không, kiếm ý biến thành kiếm quang không ngừng quanh quẩn. Chương 1186, giết người là ác. Trên tường thành của Táng Thiên Trường Thành, vị ương thiên ngẩng đầu nhìn kiếm ý trên dãy núi, không biết đang nghĩ gì. Ở bên cạnh nàng ta là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói, kiếm ý của hắn. Vị ương thiên gật đầu. Bạch Tiên Sinh hơi trầm ngâm, sau đó nói, ta đánh giá thấp hắn rồi. Vị ương thiên nhìn chân trời phía xa, trong đầu nàng ta là hình ảnh năm đó, một hình ảnh vẫn luôn không quên được. Trong rừng rậm, kiếm ý trên không trung biến thành một thanh kiếm trắng thuần trở về trước mặt Diệp Huyên, cử lơ lửng trước mặt hắn như thế. Diệp Huyên im lặng. Thiện. Thiện của cô gái váy trắng có thể nhất niệm vạn thủy thiên sơn, có thể nhất niệm thương hải tang điền, vì thực lực của nàng ấy mạnh mẽ, cho nên nhất niệm có thể quyết định sinh tử của vạn vật. Thiện ác của cô gái váy trắng vượt qua bản thân, vượt qua đại đạo. Còn mình thì còn lâu mới làm được như thế, cũng không nhất thiết phải học theo cô gái váy trắng. Thiện của mình chính là sống thật tốt, bảo vệ muội muội, bảo vệ mẫu thân, bảo vệ tất cả những người mình muốn bảo vệ. Chỉ đơn giản thế thôi. Nghĩ vậy, Diệp Huyên duỗi tay trái ra nắm lấy thanh kiếm, kiếm khẽ rung lên, sau đó chợt biến mất, nhưng một khắc sau, thanh kiếm lại xuất hiện ở chỗ cách đó trăm trượng. Không phải xuyên qua không gian, mà là thiện niệm của hắn muốn đến đâu, kiếm sẽ đi đến đó. Kiếm thiện niệm sinh ra do tâm, ngưng tụ từ niệm, không chịu sự khống chế của không gian, không chịu sự vây khốn của thiên địa. Cái gì gọi là ác? Giết người là ác. Hai thanh kiếm đại diện cho kiếm đạo của hắn. Lúc này, hai thanh kiếm kia đột nhiên quay lại trước mặt hắn, Diệp Huyên lấy kiếm ma kha ra, một khắc sau hai thanh kiếm biến thành hai tia kiếm quang một đen một trắng tiến vào trong kiếm ma kha. Diệp Huyên cầm kiếm ma kha trong tay, lực lượng ma kha vô cùng vô tận tiến vào người hắn, khoảng nửa giờ sau, Diệp Huyên nở nụ cười. Chương 1187, Tinh vực vị ương. Sau khi bị hai kiếm ý thiện ác áp chế, sát niệm kia đã không thể làm ảnh hưởng đến hắn nữa. Chẳng những thế, ngay cả lực lượng ma kha cũng có thể bị kiếm ý của hắn trấn áp. Thiện ác chi niệm, có thể áp chế sát niệm. Vẫn chưa kết thúc, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, hắn vung tay phải lên, chín thanh kiếm bậc thánh xuất hiện trước mặt hắn. Một khắc sau, hắn cầm một thanh kiếm lên cắm vào bụng mình, bắt đầu không ngừng hấp thu năng lượng của kiếm. Tu luyện. Trở nên mạnh mẽ. Đây là mục tiêu của hắn lúc này. Theo hết thanh kiếm này đến thanh kiếm khác bị Diệp Huyên hấp thụ, hơi thở phát ra trên người hắn cũng ngày càng mạnh. Họa sư đi tới trên một ngọn núi này đứng sừng sững trong đám mây, trên đám mây thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua, tựa như tiên cảnh vậy. Họa sư đi tới trước đại điện, lúc này, một cô gái tóc trắng xuất hiện trước mặt họa sư, cô gái tóc trắng nhìn họa sư một cái, người đến làm gì? Họa sư khẽ mỉm cười, sư tỷ, ta. Cô gái tóc trắng lắc đầu, từ khoảnh khắc người rời khỏi huyền môn năm đó, chúng ta đã không còn là sư tỷ muội nữa. Họa sư cười nói, sư tỷ, từ nhỏ tỷ đã rất hiểu ta, tỷ biết ra không có suy nghĩ gì với chức trưởng môn của huyền môn, bảo ta làm môn chủ có khác nào lấy mạng ta đâu. Cô gái tóc trắng nhìn vào họa sư, ngươi là không muốn làm môn chủ, hay không muốn tranh giành với ta? Họa sư nhẹ giọng nói, ở trong lòng ta, tỷ mãi mãi là sư tỷ chăm sóc ta từ nhỏ, cho dù là gì, cũng không quan trọng bằng tỷ. Cô gái tóc trắng nhìn họa sư, một lát sau, ánh mắt nàng ta trở nên phức tạp, ngươi là thiên tài kiệt xuất nhất của huyền môn ta, nếu ngươi làm môn chủ, huyền môn nhất định có thể phát triển hơn thế nữa. Cô gái tóc trắng im lặng. Họa sư thắc mắc, sao vậy? Cô gái tóc trắng mở lòng bàn tay ra. Một thanh lệnh kiếm xuất hiện trong tay nàng ta. Nhìn thấy thanh kiếm này, họa sư lập tức xa sầm mặt bọn họ.
Chương 1188, ta đi cùng người. Cô gái tóc trắng ngẩng đầu nhìn lên chân trời, nhẹ giọng nói, 9 tinh vực, 12 đội lính đánh thuê cấp thánh, 26 dị pháp sư, 72 kỵ sĩ bậc thánh, ai có thể ngăn cản nổi. Nói xong, nàng ta nhìn họa sư, rời khỏi tinh vực vị ương đi. Họa sư im lặng. Rời khỏi tinh vực vị ương. Họa sư im lặng. Cô gái tóc trắng trước mặt họa sư nhẹ giọng nói, tinh vực vị ương không ngăn cản được đâu. Họa sư cười khẽ, nhưng cũng không thể cứ từ bỏ như thế được. Cô gái tóc trắng nhìn họa sư, người phải biết, người ở lại chỉ là đang chịu chết mà thôi. Họa sư nhẹ giọng đáp, có lẽ là thế. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Cô gái tóc trắng đột nhiên cất lời, tiểu sư. Họa sư không dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước. Nàng ta không thể mở lời được nữa rồi. Vì với trận thế này của đối phương, nếu huyền môn tham dự vào thì cũng chỉ là hy sinh uổng công thôi. Lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt họa sư. Nàng mặc bộ đồ trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần. An Lan Tú nhìn thẳng vào họa sư, ta đi cùng người. Họa sư sửng sốt. Cô gái tóc trắng hơi nhíu mày, tiểu An. An Lan Tú nhìn về phía cô gái tóc trắng, nhẹ giọng nói, môn chủ. Ta với hắn là bạn. Chương 1189, người này chính là Mạc Tà. Cô gái tóc trắng hỏi với giọng điệu nặng nề, người có biết bây giờ hắn phải đối mặt với cái gì không? An Lan Tú nói, vậy ta càng nên đi. Cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm An Lan Tú, không cho phép. An Lan Tú lắc đầu, người không ngăn cản được ta. Cô gái tóc trắng đang muốn ra tay, họa sư chợt cất lời, sư tỷ. Để nàng đi cùng ta đi. Cô gái tóc trắng nhìn họa sư, nhíu mày, người nổi điên cái gì vậy? Họa sư cười nói, sư tỷ, đại chiến như vậy, nàng càng nên đi học hỏi một chút. Ta biết sư tỷ đang lo lắng điều gì, ta xin đảm bảo với sư tỷ, nàng nhất định sẽ an toàn, như vậy được chưa? Cô gái tóc trắng nhìn An Lan Tú một cái, người nhất định muốn đi ư? An Lan Tú gật đầu. Cô gái tóc trắng khẽ thở dài, sau đó vung tay phải lên, một con dấu như đúc từ băng xuất hiện trước mặt An Lan Tú. An Lan Tú sửng sốt, không hiểu. Họa sư cười nói, ấn huyền băng, chí bảo của huyền môn ta, cầm lấy đi. An Lan Tú nhận lấy ấn huyền băng, cúi người với cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng nhìn hai người, bình an quay về. Họa sư gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, nàng ta dẫn theo An Lan Tú biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hai người đi, một ông lão xuất hiện sau lưng cô gái tóc trắng, ông lão nặng nề nói, môn chủ, không nên để nha đầu kia rời đi. Cô gái tóc trắng lắc đầu, tính tình tiểu An rất bướng bỉnh, chuyện nàng quyết định, chúng ta không thay đổi được. Ông lão nói, nàng là thiên tài kiệt xuất nhất của chúng ta. Lúc trời tối. Mạc Tà đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, một khắc sau, một hơi thở mạnh mẽ bắn ra từ trong người hắn, nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở này đã biến mất. Ông lão lưng còng hỏi, đột phá rồi. Mạc Tà gật đầu. Lúc này, hắn ta đã từ thánh cảnh đạt đến tạo hóa cảnh, trên phương diện cảnh giới cũng có thể nói là đã bước vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu của đại lục này rồi. Chương 1190, nếu chúng ta đều chết thì sao? Mạc Tà ngẩng đầu nhìn lên tinh không, tinh võng kia vẫn còn nằm ở đó. Ông lão lưng còng đột nhiên nói, cho dù thế nào thì con cũng nhất định phải sống, con chính là hy vọng. Mạc Tà lắc đầu, Ma Kha tộc ta không có đảo binh. Con có thể là người chết cuối cùng, nhưng con chắc chắn sẽ không là người sống cuối cùng. Nói xong, hắn ta nhìn về phía ông lão lưng còng, lão tổ, dẫn ta đi gặp các tiên tổ đi. Ông lão hơi do dự, sau đó thì gật đầu, được. Hai người nhanh chóng biến mất. Trong một dãy núi ở Táng Thiên Trường Thành, Diệp Huyên đã hấp thu tất cả kiếm, lúc này hắn vô cùng bình tĩnh, hơi thở tản ra quanh người cũng cực kỳ yên ả. Cách bên phải của Diệp Huyên không xa, Liên Vạn Lý khoanh tay tựa trên một gốc đại thụ, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, Tiểu Linh Nhi thì ở bên cạnh nàng ta. Bây giờ con nhóc này rất hay ra ngoài đi dạo. Không biết qua bao lâu,
Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong tròng mắt là một đôi đồng tử màu máu. Đồng tử ma kha. Bây giờ hắn đã sử dụng đôi đồng tử này như mắt của mình rồi, tạm thời vẫn thấy không tệ lắm. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, cảnh giới gì rồi? Diệp Huyên nhìn về phía nàng ta, thông u. Liên Vạn Lý khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười nói, ta đang nghịch cảnh tu hành, ở mỗi cảnh giới đều phải tu luyện một lần nữa. Liên Vạn Lý đi tới trước mặt Diệp Huyên, nghịch cảnh tu hành. Diệp Huyên gật đầu, sau đó giải thích một chút với Liên Vạn Lý. Một lát sau, Liên Vạn Lý hơi tò mò hỏi, tu luyện như vậy có cảm giác thế nào? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đi lại lần nữa, sẽ có rất nhiều phát hiện mới. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên chân trời, tinh võng kia vẫn ở chỗ cũ. Im lặng một hồi, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, ta không thích ngồi chờ chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Vạn Lý, kiếm chuyện chút không? Liên Vạn Lý nhếch miệng, vừa hợp ý bản vương. Diệp Huyên biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, Liên Vạn Lý theo sát phía sau. Chương 1191, người đúng là ngây thơ. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đi tới trước tinh võng kia, lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt hắn, người tới chính là thần pháp sư Ngôn Sinh kia. Ngôn Sinh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, một khắc sau, ông ta chắp hai tay, một ngọn lửa mạnh mẽ cháy lên từ trong người ông ta, cùng lúc đó, thân thể ông ta di chuyển sang bên cạnh. Ngay sau đó, Ngôn Sinh xuất hiện ở chỗ cách đó trăm trượng, mà lúc này, hai tay ông ta đã không còn nữa. Vị trí ông ta đứng khi nãy có hai cánh tay đầy máu chậm rãi rơi xuống. Ngôn Sinh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt có vẻ kiêng dè, trong khoảnh khắc khi nãy, ông ta vô thức cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng ông ta cũng không nhìn thấy Diệp Huyên xuất kiếm như thế nào. Không chỉ thế, kiếm biến mất như thế nào, ông ta cũng không nhìn thấy. Kiếm này giống như ma quỷ vậy. Nếu khi nãy ông ta chỉ chậm trễ một chút, cho dù chỉ một chút thôi, thì ông ta cũng đi đời rồi. Ngôn Sinh nhìn Diệp Huyên, thầm thấy cực kỳ sợ hãi. Thực lực của Diệp Huyên này đáng sợ như vậy từ bao giờ thế? Diệp Huyên nhìn về phía Ngôn Sinh lập tức thay đổi sắc mặt, tiếp tục lùi xa thêm trăm trượng. Diệp Huyên thầm nói đáng tiếc, khi nãy hắn là muốn giết đối phương khi đối phương còn chưa kịp đề phòng, nhưng tiếc là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, phản ứng quá nhanh, dù hắn ra tay bất ngờ nhưng đối phương vẫn có thể kịp phản ứng. Nhưng vẫn ổn, chém nứt hai cánh tay của đối phương cũng xem như có thu hoạch. Diệp Huyên đi về phía Ngôn Sinh, sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện hai ông lão áo đỏ. Hai tên thần pháp sư. Dứt lời, hai người sau lưng ông ta tay bấm pháp quyết, bắt đầu đọc thần chú, lúc này, hai thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Hai thanh kiếm này một đen một trắng, xuất hiện mà không hề báo trước. Sắc mặt hai thần pháp sư kia lập tức thay đổi, lúc này, bọn họ hoàn toàn không kịp đọc thần chú, xoay người trốn đi. Mà Diệp Huyên và Liên Vạn Lý cũng đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, Ngôn Sinh dẫn đầu thay đổi sắc mặt, vì Diệp Huyên đang xông về phía ông ta. Chương 1192, không phải muốn món bảo vật đó sao? Ngôn Sinh không chút do dự dậm chân một cái. Vụt. Ngôn Sinh lập tức biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở phía sau tinh võng kia. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người, chém một kiếm về phía gã thần pháp sư khác. Thần pháp sư kia hai tay bấm pháp ấn, vừa định sử dụng thần chú thì lúc này, hai thanh kiếm lại lặng lẽ xuất hiện trước mặt ông ta, chém về phía ông ta. Sắc mặt thần pháp sư kia lập tức thay đổi. Hoàn toàn không dám tiếp tục niệm thần chú nữa, cơ thể lóe lên, lùi về sau, nhưng hai thanh kiếm kia lại đuổi sát theo ông ta, tốc độ còn nhanh hơn ông ta, khiến ông ta hoàn toàn không có thời gian niệm thần chú. Lúc này, thần pháp sư thầm thấy hoảng hốt, nguyên nhân quan trọng nhất là kiếm của Diệp Huyên quá nhanh, chỉ cần lơ là một chút, ông ta cũng sẽ bị đâm xuyên qua ngực, vì vậy, ông ta hoàn toàn không thể sử dụng bí thuật nào cả. Thần pháp sư kia rút lui vào trong tinh võng, nhưng ông ta vừa rút lui, một tiếng kêu thê thảm đã vang lên bên ngoài tinh võng. Hai người Ngôn Sinh quay đầu nhìn ra ngoài,
nơi đó có một cái đầu máu chảy đầm đìa rơi xuống từ trên không trung. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người Ngôn Sinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, mục tiêu thật sự của Diệp Huyên không phải hai người bọn họ, mà là một thần pháp sư khác bị Liên Vạn Lý giữ chân. Diệp Huyên kết hợp với Liên Vạn Lý nhanh chóng giết chết một thần pháp sư. Phía xa, Liên Vạn Lý đứng bên cạnh Diệp Huyên, nhìn cái đầu rơi xuống kia, nếu bọn họ không thể sử dụng bí thuật, thì bọn họ rất yếu. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này hắn cũng phát hiện, tuy những thần pháp sư này rất mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm chí mạng, đó là không thể bị người ta đến gần, nói đúng hơn là chỉ cần không cho bọn họ làm phép, thì bọn họ sẽ yếu như gà vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là phi kiếm phải nhanh, không để cho những người này thúc giục bí pháp, vì chỉ cần bọn họ thúc giục được bí pháp, thì sẽ như hủy thiên diệt địa vậy. Diệp Huyên, ông đi ra đi. Ngôn Sinh hờ hững nói, không phải ngươi lợi hại lắm à? Đi vào đi. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, xoay người rời đi, nhưng lúc xoay người, hắn đột nhiên ho khan, chẳng những thế mà eo còn cong xuống, nhưng lại nhanh chóng thẳng lên. Thấy cảnh này, Ngôn Sinh hơi nhíu mày, một khắc sau, ông ta như nghĩ đến điều gì, vội vàng nói, chặn hắn lại, hắn bị phản phệ rồi. Chương 1193, linh hồn mạnh quá. Thần pháp sư sau lưng Ngôn Sinh vội xông ra, nhưng vừa ra khỏi tinh võng, hai thanh kiếm đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta, cùng lúc đó, chuôi đao thanh long cũng xuất hiện trước mặt. Thần pháp sư kia trợn to mắt, vẻ mặt đau khổ. Ông ta biết mình xong rồi. Vì ông ta phát hiện, Diệp Huyên đã tính toán từ trước, lần này, ông ta chẳng những không kịp trở tay, còn bị Diệp Huyên gài bẫy. Ngay sau đó, vụt, đầu của thần pháp sư vừa đi ra kia lập tức bay ra ngoài. Ngôn Sinh vừa muốn ra ngoài sửng sốt, lúc đó, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên ôm bụng, chao ôi, ta bị phản phệ. Ta bị phản phệ rồi, mau tới đánh ta đi. Ngôn Sinh. Liên Vạn Lý cũng liếc Diệp Huyên một phen, thiếu đánh. Hắn bật cười ha hả, đoạn nói với Ngôn Sinh đang trưng ra vẻ mặt khó xem đến cùng cực, người dị vực mạnh lắm à. Cũng chỉ thế thôi, ha ha. Nói xong, hắn đã hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Liên Vạn Lý nhìn Ngôn Sinh đầy áy náy, xin lỗi, tính hắn vốn thẳng thắn bộc trực, chỉ thích nói sự thật như vậy, ông đừng để ý nhé. Sau đó cũng là lướt rời đi. A! À, Ngôn Sinh bỗng gầm lên, cả người run lên bần bật trong cơn phẫn nộ. Nào ngờ sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, một khắc sau đã tự cho nổ bản thân. Thân xác Ngôn Sinh tan nát thành từng mảnh thịt, linh hồn thì đã xuất hiện cách đó ngoài trăm trượng. Hắn chỉ huơ kiếm một cái, linh hồn ông ta đã hóa thành một chùm sáng đen, bị tiểu hồn hấp thu. Lát sau, nó phấn khởi reo lên, linh hồn mạnh quá. Tiểu chủ, ta muốn nữa. Diệp Huyên đen mặt, nữa cái gì mà nữa? Ngươi tưởng đây là củ cải à? Tiểu hồn vẫn hớn hở nói, tiểu chủ à, đây là món đại bổ đó, ta ăn vào có thể nhanh chóng khôi phục. Chương 1194, Táng Thiên Trường Thành. Hắn lắc đầu cười, có cơ hội sẽ cho ngươi hấp thu. Cảm ơn tiểu chủ. Nó vội nói, ta nguyện lên núi đao xuống biển lửa vì người, chết vạn lần cũng không sờn. Sau một hồi lặng im, Diệp Huyên mới đờ đẫn lắc đầu, thật không ngờ ngươi lại như thế này. Tiểu hồn. Bỗng nhiên, Diệp Huyên ngẩng phắt lên, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng cách đó không xa. Đó chính là họa sĩ đã giao thủ cùng vị Ương Thiên Thiên Tôn. Diệp Huyên không hề do dự. Lập tức dùng đạo tắc không gian lui ra khỏi tinh võng. Thiên Tôn nhìn theo hắn, nói, ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc. Một mình giết ba thần pháp sư, nghe cứ như chuyện lên trời. Tất nhiên ở đây cũng có yếu tố khinh địch, nếu Ngôn Sinh ban đầu không xem thường Diệp Huyên thì cũng không đến mức bị hắn chém đứt hai tay trong chớp mắt như vậy. Nếu ba thần pháp sư ấy hợp tác, Diệp Huyên tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Nào ngờ họ lại bị hắn xé lẻ ra đánh bại từng người. Diệp Huyên nhìn Thiên Tôn một cái rồi bỏ đi, điều khiến hắn bất ngờ là ông ta cũng không có ý định tấn công. Sau đó không lâu, một cô gái xuất hiện ở nơi hắn vừa rời khỏi.
Vị Ương Thiên. Thiên Tôn nói với nàng ta, cung chủ Vị Ương, cô không biết mình đang đối đầu với ai đâu. Thì thế nào, Vị Ương Thiên lạnh nhạt hỏi lại. Thiên Tôn chỉ nhếch môi mỉm cười rồi rời đi. Vị Ương Thiên nhìn vũ trụ thăm thẳm phía sau tinh võng, ở sâu trong nơi đó, nàng ta mơ hồ nhìn thấy một thứ. Vị Ương Thiên lên tiếng, ta đã nhận được tin tức, tham gia tiêu diệt chúng ta lần này có 9 tinh vực, 12 đội lính đánh thuê cấp thánh, 26 vị dị pháp sư, 72 kỵ sĩ cấp thánh, ngoài ra còn 19 yêu thú cấp yêu chủ. Sắc mặt ông lão lưng còng trở nên nặng nề theo từng câu chữ. Bỗng nhiên, Diệp Huyên hỏi, lính đánh thuê cấp thánh. Vị Ương Thiên nhìn hắn, trong vũ trụ có một số thế lực con người chuyên làm những việc như giết người cướp của. Có thể đạt đến cấp thánh chứng tỏ bọn họ có ít nhất một cường giả tạo hóa cảnh, còn lại thấp nhất cũng phải đến thánh cảnh. Dị pháp sư thuộc cùng một phái với thần pháp sư, nhưng bọn chúng thích giở trò âm hiểm, thủ đoạn cũng khác. Chương 1195, có ai lại không muốn sống đâu? Nàng ta dừng lại một chút trước khi tiếp lời, kỵ sĩ cấp thánh được người duy trì trật tự tạo ra, ai nấy đều là cường giả cấp thánh đỉnh cao, chiến lực cao ngất ngường, không hề có một ai là yếu ớt. Gian nhà bỗng rơi vào im lặng, chuyện xuyên nhanh. Nhưng Diệp Huyên đã đứng lên, hỏi, chúng ta còn lựa chọn nào khác ư? Khi mọi người đồng loạt nhìn sang, hắn cười, chúng ta không có, vì vậy chúng ta chỉ có thể đánh, đánh đến chết mới thôi. Hơn nữa, trước sau gì cũng phải chết, nhưng trước khi chết cũng phải kéo kẻ khác theo cùng, càng nhiều càng tốt. Thấy không ai nói gì, hắn tiếp tục, vì không còn lựa chọn khác mà, không phải sao? Vị Ương Thiên gật đầu, đối với chúng ta mà nói, bây giờ đã không còn lựa chọn thứ hai nào. Trận chiến này, thắng sẽ sống, còn nếu chết. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, như hắn nói vậy, kéo theo càng nhiều người càng tốt. Ông lão lưng còng cũng tán thành, đánh, đánh đến người cuối cùng. Đánh. Không một ai đề nghị đầu hàng hoặc nghị hòa, bởi vì đó là việc bất khả thi. Khi Diệp Huyên rời khỏi gian nhà, Mạc Tà cũng đi theo, hai người sóng vai, dọc theo trường thành mà đi xuống. Mạc Tà hỏi, huynh đã khống chế được thanh kiếm kia chưa? Thấy Diệp Huyên gật đầu, hắn ta cười khẽ, quả nhiên giao nó cho huynh là thích hợp nhất. Đa tạ, Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, huynh nghĩ chúng ta thắng được không? Diệp Huyên cười, không đâu. Thấy đối phương nhìn sang, hắn nói, càng sợ thua sẽ càng thua, càng sợ chết lại càng chết. Mạc Tà mỉm cười, nói cũng đúng, phải bị dồn vào góc chết mới có thể sống được. Nhưng giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được kẻ thù không chỉ là kẻ thù bên ngoài mà còn là sự tồn tại ở tầng 5 trong tháp giới ngục hùng mạnh đến cỡ nào. Ngọn tháp đó mang đến cơ duyên, đồng thời cũng là tai họa cho hắn. Theo lời cô gái váy trắng, sở hữu nó chính là phúc họa đều đến. Diệp Huyên bất giác nhớ đến người con gái mặc váy trắng, mạnh đến vô lý kia cùng lời hẹn của nàng. Chương 1196, Chiến tướng Ma Kha. Vào lần cuối cùng biến mất, nàng ấy đã từng hứa hẹn sẽ gặp lại hắn ở Vân Đoan. Hắn cũng rất muốn được gặp lại cô gái ấy, nhưng liệu có còn cơ hội không? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cảm thấy mê mang trong lòng. Thời gian từng chút trôi đi, đêm tàn, chân trời dâng lên tia sáng trắng bạc, mặt trời ửng đỏ chậm rãi leo lên. Khi tinh võng bao quanh Táng Thiên Trường Thành biến mất, một người đàn ông cũng xuất hiện trên không trung. Thiên Tôn đến. Ông ta liếc mắt xuống bên dưới, phàm là người của tinh vực Vị Ương và Ma Kha tộc, đầu hàng sẽ được sống. Không giết nếu đầu hàng ư. Tin tức này nhanh chóng được lan đi khắp Táng Thiên Trường Thành nhờ vào huyền khí. Đúng lúc ấy, Vị Ương Thiên xuất hiện trước Thiên Tôn, nói, đừng phí thời gian. Thiên Tôn cười nhạt, nếu ngươi đã muốn chết thì chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi, Vị Ương Thiên. Ông ta vừa dứt lời, 72 con diễm mã đen tuyển đáp xuống, những người ngồi trên lưng chúng đều đã đến thánh cảnh. Họ chính là kỵ sĩ cấp thánh. Tuy chỉ có 72 người nhưng họ mang theo khí thế của thiên quân vạn mã, khiến ai nấy đều cảm thấy bị chèn ép mãnh liệt. Vị Ương vệ, Vị Ương Thiên hô lên.
16 vị ương vệ do A quỷ đứng đầu xuất hiện sau lưng nàng ta. Chỉ có 25 người chống lại 72 người, tuy vậy khí thế của tinh vực vị ương và ma kha tộc đều không hề thua kém các kỵ sĩ thánh cảnh. Thiên Tôn liếc mắt nhìn phe đối thủ, thực lực thì có đấy, rất mạnh là đằng khác, nhưng chỉ có ngần ấy người như vậy thật sự có thể chống lại bọn họ hay sao? Đại chiến vừa nổ ra, vị ương vệ và chiến tướng ma kha lập tức bị áp đảo. Bọn họ đều là những cường giả được chú trọng bồi dưỡng của cả hai thế lực, sức mạnh không thể khinh thường. Nhưng những kỵ sĩ kia đã không hề yếu mà còn có ưu thế về số lượng, vì vậy một khi giao chiến, vị ương vệ và các chiến tướng không thể chống lại họ. Chương 1197, toàn bộ đều bị giết trong chớp mắt. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Thiên Tôn, ánh mắt ông ta lia sang vị ương thiên, nói, ra tay đi. Một nhóm khoảng 40, 50 người bất thình lình đáp xuống từ trên trời cao theo từng nhóm, ai nấy đều đã đến thánh cảnh, hiển nhiên chính là lính đánh thuê cấp thánh. Tuy trong tình thế hiện tại, thánh cảnh cứ gọi là nhiều như mây nhưng điều này không có nghĩa là họ phổ biến. Ngược lại, số người đạt đến cấp bậc này ở tinh vực vẫn thưa thớt vô cùng. Họ xuất hiện nhiều ở đây đơn giản là vì người duy trì trật tự đưa họ đến đây mà thôi. Bằng không nếu phân tán ra, mỗi một tinh vực cùng lắm chỉ có từ 1 đến 20 cường giả thánh cảnh. Ở bên dưới, vị ương thiên nhìn sang Bạch Tiên Sinh. Ông gật đầu, sau đó dẫn theo nhóm Lý Trường Phong phóng vút lên, đối mặt trực tiếp với những lính đánh thuê kia. Ma Kha Thước, tộc trưởng đương nhiệm của Ma Kha tộc, cũng dẫn theo cường giả hoang tộc gia nhập. Thiên Tôn trên không trung nhìn xuống, thấy được nhóm Mạc Tà và Tả Thanh nhưng lại không thấy Diệp Huyên. Chân mày ông ta nhíu lại, tiếp tục lướt qua một phen nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Như nghĩ đến gì đó, Thiên Tôn biến sắc, Diệp Huyên biến mất rồi. Hắn chuẩn bị giở chiêu hại người. Giọng nói của Thiên Tôn vừa vang lên, ngoài mấy trăm trượng ở bên phải, trong đám lính đánh thuê bỗng có hai luồng kiếm quang bay đến. Tốc độ cực nhanh. Trong đó có hai tên cường giả thánh cảnh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chém bay đầu. Mà gần như cùng lúc này, ở vài chục trượng bên phải lại có hai cái đầu văng ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Tôn tái lại, đang định ra tay thì vị ương thiên ở trước mặt ông ta đột nhiên xoát thủ. Vừa dứt lời, một tàn ảnh bắn mạnh xuống từ phía chân trời. Trong bóng tối ở phía dưới, Diệp Huyên đang chuẩn bị ra tay khẽ nhíu mày lại. Một khắc sau, hắn lập tức thối lui, vừa mới lùi lại, không gian nơi hắn vừa đứng lập tức nổ tung. Diệp Huyên nhìn phía đối diện, nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông áo đen, trong tay người đàn ông nọ cầm một thanh chùy ngắn. Mà hắn có thể cảm giác được, người đàn ông áo đen này đang nhìn thẳng vào hắn. Chương 1198, căn bản không thể trốn được. Đối phương có thể phát hiện ra hắn. Đúng lúc này, người đàn ông áo đen đột nhiên biến mất, lúc Diệp Huyên đang định ra tay thì Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một khắc sau, Mạc Tà tung ra một quyền về phía trước. Ầm ầm. Người đàn ông mặc áo đen kia thối lui về chỗ cũ. Mạc Tà nói, huynh tiếp tục đi, ta đối phó với gã. Vừa dứt lời, hắn ta đã giẫm nhẹ chân phải một cái. Ầm. Không gian rung lên. Cả người hắn ta lập tức biến mất. Ở đằng xa, người đàn ông áo đen kia tay phải siết chặt chùy, thân thể bắt đầu mờ ảo, sau một khắc, từng tàn ảnh đột nhiên bắn về phía Mạc Tà từ khắp bốn phía. Thấy cảnh này, Mạc Tà híp hai mắt lại, một khắc sau, hắn ta đột nhiên vỗ một chưởng về phía trước mặt mình. Ầm ầm. Không gian trong vòng trăm trượng xung quanh lập tức rung lên, ngay sau đó một sức mạnh cường đại lấy Mạc Tà làm trung tâm chấn động ra khắp bốn phía, mà cùng lúc đó, một bóng đen đã bị cỗ lực lượng kia ép lùi liên tục. Chính là người đàn ông áo đen kia. Người đàn ông áo đen đột nhiên giẫm chân phải một cái, mượn không gian chi lực để dừng lại, nhưng gã vừa dừng lại thì đã có hai thanh kiếm im hơi lặng tiếng xuất hiện. Xoẹt xoẹt. Người đàn ông áo đen bị hai thanh kiếm kia chém rơi đầu. Căn bản không thể trốn được. Chẳng mấy chốc, đám lính đánh thuê này càng đánh càng lùi, giờ khắc này chúng không những phải đối mặt với nhóm cường giả Bạch Tiên Sinh, mà còn phải đề phòng người đang lén lút ra tay, kẻ này khiến bọn chúng phí quá nhiều tâm tư.
rất nhiều người đã bắt đầu sinh ra ý nghĩ rút lui ở trong lòng. Mà lúc này, Thiên Tôn đang giao thủ với vị Ương Thiên ở một bên đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xôi, gào lên còn không ra tay. Chương 1200, mà sau hắn là vô số cường giả ma kha tộc. Trong tinh không, một ông lão áo tím nhìn xuống dưới, mặt ông ta không có cảm xúc gì, mà sau lưng ông ta là một đại quân đen kịt. Một lát sau, ông lão áo tím nhẹ giọng nói, giết. Vừa dứt lời, vô số đại quân đáp xuống từ trong tinh không. Trong đại quân này có cường giả nhân loại, cũng có yêu thú, còn có một vài đại yêu hải tộc nữa. Về số lượng, phải gấp mấy lần ma kha tộc và tinh vực vị ương. Trong nháy mắt đại quân lao xuống, sắc trời phía dưới đột nhiên tối sầm lại. Phía dưới, Mạc Tà ngẩng đầu nhìn đại quân đông nghịt kia, hắn ta nhẹ giọng nói, tất cả mọi người ma kha tộc nghe lệnh, chiến đến người cuối cùng. Vừa dứt lời, hắn ta nhảy lên lưng Ác Kỳ Lân, một khắc sau, hắn ta cưỡi Ác Kỳ Lân phóng lên trời. Mà sau hắn là vô số cường giả ma kha tộc. Chiến! Vô số tiếng giống giận dữ bộc phát, rúng động cả chân trời. Mà một bên khác, Tiết Bạch Y cầm trường thương trong tay nhìn về phía chân trời, một khắc sau, y nhắm thẳng trường thương về phía tinh không, chiến. Vừa dứt lời, Tiết Bạch Y và Chu Sinh Sinh phóng lên trời, mà phía sau họ là vô số cường giả tinh vực vị ương theo sát. Chiến! Tất cả mọi người, không ai có chút khiếp sợ nào cả. Chỉ có chiến. Trong tinh không, ông lão áo tím nhìn xuống dưới, trong đám lính đánh thuê vẫn có cường giả đang không ngừng bị ám sát. Chẳng mấy chốc, ba dị pháp sư bắt đầu đọc thần chú, dần dần, không gian xung quanh bọn họ bắt đầu rung lên, cùng lúc đó, ba cỗ sức mạnh thần bí lan tràn ra theo những đường không gian kia. Ông lão áo tím nhìn xuống, ánh mắt của ông ta luôn tìm kiếm một người, đó là họa sư kia. Nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Họa sư kia cũng đáng sợ như vị Ương Thiên vậy. Chương 1201, 6 đánh 1. Trầm mặc một lát, ông lão áo tím đột nhiên nói, ra tay. Vừa dứt lời, sau lưng ông ta xuất hiện 6 cường giả, 6 người này không hề giống với nhân loại, vóc người cao to hơn nhân loại rất nhiều. Yêu chủ. 6 người đều là cường giả tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là tạo hóa cảnh đỉnh cao. Một khắc sau, 6 người lao thẳng xuống dưới. Phía dưới, vị Ương Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, khi nhìn thấy 6 người kia, nàng ta khẽ nhíu mày lại, ai đến ngăn cản 6 người này đây? Nhưng vào lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt 6 người nọ. Họa sư. Họa sư lạnh lùng nhìn 6 người. 6 người bay thẳng đến trước mặt nàng ta. 6 đánh 1. Trong tinh không, khi thấy họa sư xuất hiện, ông lão áo tím thả lỏng trong lòng, chỉ cần đối phương xuất hiện là tốt rồi. Ông ta quay đầu nhìn ba dị pháp sư kia, lúc này, dị pháp sư cầm đầu đột nhiên ấn xuống phía dưới, hư không cấm pháp, hiện. Lời vừa dứt, không gian phía dưới đột nhiên run lên kịch liệt, mà Diệp Huyên trong bóng tối cũng biến sắc, hắn vội vàng lui lại. Mà không gian nơi hắn lướt qua đột nhiên bốc cháy, một lát sau, Diệp Huyên dừng lại, lúc này đây, không gian bên trên đỉnh đùa hắn đã xuất hiện một đóa hỏa diễm đen nhánh lơ lửng, đóa hỏa diễm này ở ngay trên đỉnh đầu hắn. Lúc này đây, tuy hắn vẫn đang ở trong không gian, nhưng đóa hỏa diễm đó vẫn cứ theo sát hắn. Bây giờ hắn chẳng khác gì so với lúc không ẩn nấp cả. Diệp Huyên ngẩng đầu, trên không trung. Ba tên dị pháp sư kia đang nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh ba tên dị pháp sư kia, ông lão áo tím đột nhiên nói, giết hắn. Dị pháp sư cầm đầu lấy một cái gương màu đen ra, lão bắt đầu đọc nhẩm, thiên địa huyền pháp, càn khôn tái tạo cấm. Ông lão cầm đầu gật đầu, lão nhìn về phía Diệp Huyên, chẳng mấy chốc, hai tay lão vung lên, lập tức, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu nóng lên. Trong tinh không. Dị pháp sư kia chấp hai tay làm pháp ấn, đọc thầm, thiên địa huyền pháp, tứ tượng bí thuật, phần tuyệt. Vừa dứt lời, ở phía dưới, không gian quanh Diệp Huyên đột nhiên bốc cháy. Chương 1202, quá yêu nghiệt. Diệp Huyên chém một kiếm ra. Xoẹt. Một luồng kiếm quang lóe lên giữa không trung, nhưng kiếm quang kia lại bị đám lửa đốt cháy. Cùng lúc đó, Diệp Huyên phát hiện,
thân thể hắn dường như cũng sắp bốc cháy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đám lão già này có tài thật đấy. Hắn không dám khinh thường, kiếm trong tay đổi thành kiếm ma kha, một khắc sau, một luồng sức mạnh cường đại như thủy triều kéo về hội tụ trong cơ thể hắn. Lực lượng ma kha. Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một tia kiếm quang chợt lóe lên, nơi kiếm quang đi qua đều bị xé rách, ngay cả đám hỏa diễm kia cũng bị hắn chém nát tan. Sau khi xông ra khỏi đám hỏa diễm kia, Diệp Huyên cũng không đi đối phó với ba tên dị pháp sư nọ, bởi vì hắn biết phải đến gần mới đối phó với chúng được, nhưng bên cạnh đối phương còn có ông lão áo tím, bởi vậy hắn biết rõ, căn bản không thể lại gần được ba tên dị pháp sư kia. Mà điều bây giờ hắn muốn làm chính là trợ giúp nhóm A quỷ giải quyết đám kỵ sĩ thánh cảnh kia. Bởi vì nhóm A quỷ đang liên tục bại lui. Thấy Diệp Huyên đang phóng đến chỗ những kỵ sĩ thánh cảnh, ông lão áo tím trên không trung biến sắc, thân hình ông ta rung lên, lập tức xuyên qua không gian chắn trước mặt Diệp Huyên, tiếp đó, ông ta đột nhiên tung trưởng đánh về phía Diệp Huyên. Một trưởng này vỗ xuống, Diệp Huyên bỗng chốc cảm nhận được bản thân bị một luồng sức mạnh cường đại bảo phủ lấy, nguồn sức mạnh kia ép hắn đến mức có hơi không hít thở nổi. Đối mặt với ông lão áo tím kia, Diệp Huyên tất nhiên không dám bất cẩn chút nào, hắn lập tức nắm kiếm bằng cả hai tay, sau đó chém về phía trước. Một kiếm tung ra, thêm hai loại kiếm ý. Chiêu kiếm vừa nãy của Diệp Huyên suýt chút nữa đã hủy đi toàn bộ cánh tay của ông ta. Mà Diệp Huyên còn chẳng phải là thánh cảnh. Quá yêu nghiệt. Ông lão áo tím nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, không hề che đậy sát ý trong đáy mắt. Chương 1203, bàn tay khổng lồ ầm vang rồi vỡ vụn. Mà phía xa xa, Diệp Huyên cảm nhận được sát ý của ông lão áo tím, tay phải hắn chậm rãi siết kiếm ma kha ở trong tay lại, đối mặt với ông lão áo tím, hắn không dám lơ là chút nào. Một khi lơ là, có thể hắn sẽ chết. Đúng lúc này, ông lão áo tím đột nhiên biến mất, ở phía xa xa, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, một khắc sau, hắn tiến lên trước một bước, hai tay cầm kiếm đột nhiên vung lên, chém xuống. Ầm. Chiêu kiếm này vừa chém xuống, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cực đại lan tràn ra toàn thân hắn, ngay sau đó, cả người hắn bị bắn ngược ra ngoài. Mà ông lão áo tím kia lại không để ý đến cánh tay đã nứt toác của bản thân, ông ta vọt tới phía trước, tung một quyền đánh về Diệp Huyên đang bay ra ngoài kia. Nếu trúng cú đấm này, Diệp Huyên chắc chắn sẽ trở thành đống bùn nhão. Vào lúc một đấm đó sắp đánh trúng Diệp Huyên, một thanh trường thương đột nhiên xé gió lao tới. Quỳnh! Ông lão áo tím lùi lại hơn chục trượng. Ông ta ngẩng đầu lên. Thấy trước mặt Diệp Huyên xuất hiện một cô gái mặc đồ trắng đang cầm cây trường thương. Người tới chính là An Lan Tú. An Lan Tú cầm trường thương trong tay, nàng nhìn ông lão áo tím, trong mắt không chút e sợ. Ông ta nhìn chằm chằm về phía An Lan Tú, ngươi là ai? Cổ tay An Lan Tú xoay nhẹ, lại một thương nữa đâm ra. Xoẹt! Một thương này đâm thẳng vào bên trên dấu tay khổng lồ kia nhưng năng lượng mạnh mẽ kia đã khiến An Lan Tú liên tục lùi lại. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm lên bàn tay khổng lồ. Quỳnh! Bàn tay khổng lồ ầm vang rồi vỡ vụn. Chương 1204, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Diệp Huyên lại biến sắc, bởi vì lúc này ông lão áo tím đã ở ngay trước mặt hắn. Khi Diệp Huyên đang muốn ra tay thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của An Lan Tú vang lên trong đầu, lui. Diệp Huyên không hề do dự mà nhanh chóng lùi về phía sau, vừa mới lui lại thì một cây trường thương đột nhiên vụt ngang qua đỉnh đầu hắn đâm xuống, mũi thương lóe sáng. Ông lão áo tím biến sắc, không dám coi thường đối thủ nữa, tay trái của ông ta đấm ra một quyền. Quỳnh! An Lan Tú đeo thương lùi lại vài chục trượng, song gần như đồng thời. Hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão áo tím, đâm thẳng vào cổ họng ông ta. Con người của ông lão áo tím hơi co lại, ông ta nhanh chóng lùi về sau nhưng ông ta vừa dừng lại thì Diệp Huyên cách đó không xa đã ở ngay trước mặt, giây tiếp theo, Diệp Huyên chém xuống một nhát. Nhất kiếm định hồn. Giờ phút này, trong tay Diệp Huyên chính là kiếm trấn hồn. Đối mặt với ông lão áo tím này,
Diệp Huyên không dám cách không thi triển thuật phân hồn hay định hồn, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh, trong lòng không có chút tự tin nào cả. Bởi vậy, hắn đã lựa chọn cận chiến. Nhát kiếm đó chém xuống, ông lão áo tím kia muốn tránh cũng không được. Rõ ràng ông lão áo tím cũng cảm nhận được điểm đặc biệt của nhát kiếm do Diệp Huyên chém ra, gương mặt lập tức biến sắc. Giờ phút này, ông ta không thể trốn tránh được, bởi vì chiêu kiếm này của Diệp Huyên quá mức ảo diệu, hắn nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn, thế nên ông ta chỉ có thể lựa chọn đối kháng trực tiếp. Không còn lựa chọn nào khác. Ông lão áo tím tức giận gầm lên, tay trái đấm ra một quyền, có thể nói ông ta đã dồn hết công lực cả đời, lập tức khiến không gian trước mặt mình sụp đổ. An Lan Tú đang tính đuổi theo ông lão áo tím đột nhiên tức giận gào lên, ngăn bọn chúng lại. Câu nói vừa dứt, bốn kẻ áo đen đã xuất hiện trước mặt ông lão áo tím. An Lan Tú không tiếp tục xuất chiêu nữa mà quay về bên cạnh Diệp Huyên, máu tươi đang không ngừng trào ra khỏi khóe miệng hắn. An Lan Tú nhẹ nhàng lau máu trên khóe miệng Diệp Huyên, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Chương 1205, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Diệp Huyên nhìn chằm chằm phía xa, linh hồn của ông lão áo tím vẫn đang trở nên mờ ảo. Nhưng chỉ chốc lát sau, linh hồn của ông ta đã khôi phục trạng thái bình thường. Ông lão áo tím không chết. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Ở nơi xa, ông lão áo tím nhìn thẳng vào Diệp Huyên, lúc này trong mắt ông ta đã có phần e dè. Một kiếm vừa nãy suýt chút nữa đã giết chết ông ta rồi. Nếu không phải linh hồn của ông ta đủ mạnh thì bây giờ đã thành xác chết. Ông lão áo tím nhìn chằm chằm Diệp Huyên một thoáng, sau đó quay trở về giữa tinh không. Giờ phút này, ông ta không dám đánh nhau với Diệp Huyên và An Lan Tú nữa. Bởi vì trạng thái hiện giờ của ông ta chỉ là linh hồn, mà kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyên rõ ràng là thứ khắc chế linh hồn, nếu ông ta còn tiếp tục ra tay thì khả năng mất mạng sẽ vô cùng cao. Sau khi quay về tinh không, ông lão áo tím tức giận ra lệnh, xuất chiêu mau, tất cả đồng loạt ra tay. Lời nói vừa dứt, trong tinh không vô tận có rất nhiều cao thủ cùng đáp xuống. Nhiều đến mức đen kịt cả một vùng. Giờ phút này, người duy trì trật tự tinh tế đã ra quân toàn bộ. Ở bên dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt rồi khẽ chau mày, không biết đang nghĩ gì. An Lan Tú ở bên cạnh nói khẽ cố hết sức là được. Diệp Huyên gật đầu, cố hết sức thôi. Lời vừa dứt, hắn cầm kiếm phóng thẳng lên trời. Theo sau Diệp Huyên chính là An Lan Tú. Giữa tinh không, ông lão áo tím nhìn chằm chằm Diệp Huyên và An Lan Tú ở bên dưới, ánh mắt ông ta lóe ra sát ý lạnh lẽo. Đúng lúc này, Diệp Huyên đang giết người đột nhiên quay đầu, giây tiếp theo, hắn lập tức biến mất. Xoẹt! Một tia kiếm quang lập tức chém bay đầu của một cao thủ. Chương 1206, Diệp Huynh, để ta chết đi. Mà ngay trước mặt cao thủ kia, một người đàn ông cũng chậm chậm rơi từ trên không trung xuống. Người đó chính là Chiến Quân. Lúc này, Chiến Quân chỉ còn lại một cánh tay. Diệp Huyên đỡ lấy Chiến Quân, toàn thân hắn ta tràn đầy những vết thương, hơi thở cũng ngày càng yếu. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, Chiến Quân khẽ nhếch môi cười, ngay sau đó, miệng hắn ta lập tức phun ra rất nhiều máu. Diệp Huyên nhẹ nhàng đặt Chiến Quân trên mặt đất, Chiến Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Diệp Huynh, có lẽ ta phải đi trước một bước rồi. Diệp Huyên lắc đầu, vẫn cứu được. Dứt lời, hắn liền lấy ra một đống tử nguyên tinh rồi đặt lên ngực Chiến Quân. Chiến Quân khẽ lắc đầu, bây giờ ta đã không còn sức chiến đấu, sống cũng chỉ liên lụy đến mọi người, còn chết đối với ta lại là một cách giải thoát. Diệp Huyên tức giận bảo, nói linh tinh gì thế? Thế nào là nếu huynh còn sống thì sẽ liên lụy tới mọi người hả? Chiến Quân khẽ nói, Diệp Huynh, để ta chết đi. Chết ư? Tất nhiên hắn ta muốn sống rồi nhưng bản thân hắn ta cũng biết, nếu lúc này mình sống thì chỉ liên lụy tới người khác. Bởi vì bây giờ hắn ta đã không còn sức chiến đấu nữa, mà nếu những người anh em bên cạnh phải bảo vệ hắn ta thì sẽ bị hắn ta làm liên lụy mất. Chiến Quân muốn sống nhưng lại càng không muốn liên lụy tới mấy người anh em của mình. Ong ong! Hai tiếng ông vang lên,
Ngay sau đó, hai thanh kiếm đột nhiên bay ra, gần như chém đứt đầu của hơn 10 kẻ trước mặt Diệp Huyên cùng một lúc, nhưng giây tiếp theo lại càng có nhiều kẻ lao tới hơn. Chiến quân nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt có phần phức tạp, Diệp Huynh. Diệp Huyên tỏ ra tức giận, Huynh câm ngay cho ta, tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Chương 1207, giết chúng, bằng mọi giá. Lời vừa dứt, hắn liền chém nghiêng một cái, một tia kiếm khí bắn ra, mười mấy kẻ ở phía bên phải lập tức bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng chân trời càng lúc càng có nhiều cao thủ ảo tới. Giờ phút này, bên phía Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương càng ngày càng nhiều người chết đi. Phe tinh vực Vị Ương và Ma Kha tộc đã bị áp chế toàn diện. Đúng lúc này, trong không trung xa xa, mạc tà của Ma Kha tộc đột nhiên xoay người lại, tà thanh ở cách hắn ta không xa đột nhiên bị một thanh kiếm đâm thủng ngực, một tên cao thủ dị tộc khác thì chém bay đầu tà thanh. Hai mắt tà thanh chậm rãi nhắm nghiền. Gã đã hết sức thật rồi, trận này không phải đấu đơn, gã đã dùng sức của một người để giết chết mấy trăm cao thủ, bởi vậy, giờ phút này, gã thật sự không còn sức nữa. Nhìn thấy tình hình của tà thanh, sắc mặt mạc tà hoàn toàn thay đổi, hắn đang định ra tay cứu giúp nhưng lại bị mười mấy tên cao thủ bao quanh. Ngôn tình hài. Vẻ mặt mạc tà nhanh chóng trở nên dữ tợn, hắn ta chĩa vào ngực mình, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức trào ra từ trong cơ thể hắn ta. Ầm ầm. Đám cao thủ xung quanh đều bị đẩy lui. Mạc tà nhìn về phía tả thanh, đầu tả thanh vẫn chưa bị chém bay, thanh kiếm kia ghim vào cổ gã. Lúc này cả người gã đang rơi từ từ xuống dưới. Hắn lại quay đầu nhìn về chỗ Diệp Huyên ở phía bên phải, lúc này, Diệp Huyên đang dùng sức của một người để chống lại gần 100 cao thủ. Mạc tà lại nhìn sang tả thanh đang rơi xuống, còn gã nhìn thoáng qua mạc tà, mỉm cười, đi trước một bước vậy. Nói xong câu đó, gã lại nhìn đám cao thủ đông nghịt đang lao về phía mình, Ma Kha tộc chiến tới tận lúc chết. Lấy mạc tà làm trung tâm, không gian mấy trăm trượng xung quanh đột nhiên chấn động mạnh mẽ, sau đó dần rạn nứt. Từng luồng năng lượng hắc ám phun trào khắp bốn phía, trong nháy mắt, vô số tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Mạc tà ngửa đầu, tức giận gào lên, tất cả mọi người của Ma Kha tộc nghe lệnh. Giết chúng, bằng mọi giá. Sau khi nói xong, hắn ta phóng thẳng lên trời, những nơi hắn ta lao qua, đầu người bị chém bay liên tục. Ở một phía khác, Diệp Huyên quay đầu nhìn chiến quân, tay phải của chiến quân chậm rãi nắm chặt lại, Diệp Huyên tức giận nói, mẹ kiếp. Đừng làm chuyện điên rồ. Chương 1208, chịu chết. Chiến quân nói khẽ ta không muốn các huynh bị liên lụy. Giọng nói vừa dứt, hắn ta đột nhiên vung trưởng đánh vào đan điền của mình. Cùng lúc đó, tại đan điền của chiến quân, một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ đang điên cuồng tập trung. Tự nổ. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Diệp Huyên nhanh chóng biến đổi, hắn bỗng nhiên chém một kiếm ra. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, chấn động xung quanh, mười mấy kẻ trước mặt Diệp Huyên lập tức bị tia kiếm quang đó chém chết, còn Diệp Huyên thì xoay người lao nhanh về phía chiến quân. Chiến quân nhìn Diệp Huyên trước mặt mình, khẽ nhếch môi mỉm cười, huynh đệ, bảo trọng. Dứt lời, hắn ta chậm chậm nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt lên bả vai chiến quân, lập tức trấn áp luồng lực mạnh mẽ bên trong cơ thể hắn ta. Chiến quân mở mắt ra, trước mặt hắn ta lúc này là một người áo đen, mà sau lưng người áo đen đó còn có 9 người đàn ông khác, tất cả đều mặc quần áo đen xì, không nhìn rõ mặt mũi. Chiến quân hơi nghi hoặc, các người là... Sở dĩ nghi hoặc là bởi hắn ta chưa từng gặp những người này bao giờ. Người áo đen không trả lời chiến quân. Hắn quay người nhìn Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên đã đến trước mặt hắn. Diệp Huyên nhìn người áo đen, các ngươi là... Người áo đen đáp, Diệp công tử, chúng ta đến để giúp ngươi, còn những chuyện khác tạm thời vẫn chưa thể nói được. Diệp Huyên im lặng một thoáng, sau đó nói, cảm ơn. Người áo đen ngẩng về phía chân trời, nói khẽ, Diệp công tử, có bằng lòng đi cùng chúng ta không? Đi đâu? Có thể nói, tinh vực Vị Ương và Ma Kha tộc thất bại cũng là điều sớm muộn. Diệp Huyên nói khẽ, ý tốt của các vị, Diệp Huyên xin nhận. Người áo đen trầm giọng nói, Diệp công tử, các ngươi không có phần thắng nào đâu.
Diệp Huyên nói, bởi vì không có phần thắng nên ta mới không thể rời khỏi đây. Chương 1209, ngăn nàng ta lại. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía chân trời, nói khẽ, người không phụ ta, ta sẽ chẳng phụ người. Người áo đen khẽ thở dài, thật ra hắn ta đã dự đoán được điều này từ lâu rồi. Diệp Huyên nhìn về phía người áo đen, tuy ta không biết các vị là ai, nhưng thiết nghĩ mọi người cũng không nên để mình bị cuốn vào chuyện này. Người áo đen cười nói, lần này chúng ta tới là giúp đỡ công tử. Dứt lời, hắn ta vung tay phải lên. 9 người áo đen còn lại sau lưng đột nhiên phóng thẳng lên tận trời. 9 cao thủ thánh cảnh đỉnh cao, hơn nữa còn không phải làm thánh cảnh đỉnh cao bình thường. Họ vô cùng mạnh. Diệp Huyên nhìn người áo đen. Người áo đen cười nói, ta biết Diệp công tử vẫn còn thắc mắc, nếu như thắng thì ta sẽ nói hết cho Diệp công tử, còn nếu thất bại, mọi chuyện đều không còn ý nghĩa nữa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, bất kể thế nào, xin đa tạ các hạ. Người áo đen cất tiếng, quay về rồi nói sau. Nói xong, hắn ta quay người phóng thẳng về phía một cao thủ luân hồi cảnh ở trên trời. Diệp Huyên quay người nhìn chiến quân. Hắn ta vừa định nói gì đó thì Diệp Huyên đã đột ngột nhấc hắn ta, kéo vào bên trong Táng Thiên Trường Thành với mình. Diệp Huyên đặt chiến quân dưới đất rồi bảo, từ từ dưỡng thương, nếu trước khi vết thương khỏi hẳn mà chúng ta đều chết hết thì huynh có thể tự nổ, còn nếu chúng ta chưa chết thì huynh nhớ ra giúp đỡ nhé. Dứt lời, hắn liền xoay người đi thẳng. Sau khi trầm mặc một thoáng, chiến quân bắt đầu điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh. Trị thương. Chuyện hắn ta cần làm nhất hiện giờ đó là nhanh chóng chữa thương. Bên ngoài Táng Thiên Trường Thành, Diệp Huyên đứng ở giữa không trung, giờ phút này khắp tinh không đều là tiếng la hét thảm thiết, một phút giây đều có người chết đi. Mười mấy cường giả lao thẳng về phía họa sư, nhưng chỉ chớp mắt, đầu của cả 10 kẻ đều bị dọn khỏi chỗ cũ, cùng lúc đó, họa sư đã xuất hiện ở ngay trước mặt ông lão áo tím. Họa sư đang muốn ra tay thì một bóng dáng đột ngột lao vút về phía nàng ta. Họa sư nhíu mày, giơ tay đánh ra một chiêu. Quỳnh! Chương 1210, luồng đao khí kia lập tức biến mất. Một luồng sóng đột nhiên từ trong tay họa sư bắn ra, nhưng nó nhanh chóng bị chôn vùi, họa sư liền lùi lại gần trăm trượng. Về phía ông lão áo tím, ngay trước mặt ông ta có một người đàn ông trung niên đang đứng, người đó mặc áo choàng màu đen. Bên hông treo một thanh trường đao. Họa sư nhìn người đàn ông trung niên kia, tay phải của người đó nắm lấy chuôi đao, im lặng một thoáng, hắn ta bỗng nhiên rút dao ra. Xoẹt! Lưỡi đao được rút ra khỏi vỏ, lóe sáng tựa như ánh mặt trời chói chang. Ở phía xa, đôi bàn tay trắng nõn của họa sư nhẹ nhàng ấn xuống, không gian trước lòng bàn tay nàng ta đột nhiên ngưng tụ nhanh chóng. Đúng lúc này, mũi đao lướt tới. Ầm ầm. Không gian trước mặt họa sư bắt đầu chấn động mạnh, sau đó dạn từng vết, chỉ thoáng chốc, phạm vi nghìn trượng xung quanh họa sư lập tức nứt vỡ, trông chẳng khác nào mạng nhện vậy. Bàn tay phải của họa sư nhanh chóng nắm chặt lại, đấm nhẹ về phía trước, phá. Nàng vừa dứt lời. Ầm ầm. Không gian trước mặt họa sư sụp đổ từng đoạn. Một luồng lực mạnh mẽ chẳng khác nào sóng biển thét gào lao nhanh về phía người đàn ông đeo đao. Người đàn ông đeo đao ở trước mặt họa sư vẫn không có biểu cảm nào hết, hai mắt hắn ta nhắm hờ, tay phải nắm chặt chuôi đao, sau một thoáng yên lặng, hắn ta rút dao chém thẳng một nhát về phía trước, động tác vô cùng liền mạch. Xoẹt! Một luồng đao khí lao vụt trong không trung. Xoẹt! Những nơi nó lướt qua đều bị luồng lực kia xá rách. Cả luồng lực của họa sư cũng vậy. Hai bên cứ như vậy lao vào trận chiến. Có thể nói là thực lực hai bên ngang nhau. Ở bên dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn ông lão áo tím ở giữa tinh không, lúc này ông ta cũng đang nhìn hắn. Ông lão áo tím không hề ra tay, điều lúc này ông ta cần làm là chờ đợi, bởi vì phe ông ta đang chiếm thế thượng phong, mà Kha tộc và tinh vực vị ương thua chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1211, Đại Thần tầng 2. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Mạc Tà ở xa, lúc này, hắn ta đang không ngừng giết chóc. Diệp Huyên đột nhiên nói, Mạc Tà, giúp ta.
ông đây sẽ chơi chết lão già kia. Hắn vừa dứt lời thì liền hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Ở cách đó hơn trăm trượng, Mạc Tà đang chém giết liền quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, giây tiếp theo, thân hình hắn ta nhoáng cái hóa thành một bóng đen đuổi theo Diệp Huyên, tốc độ vô cùng nhanh, thoáng chốc đã đến bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, giúp ta ngăn những kẻ khác lại. Mạc Tà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ông lão áo tím ở giữa tinh không. Nhìn thấy Diệp Huyên và Mạc Tà cùng lao tới, ông lão áo tím đứng giữa tinh không bỗng nhiên biến sắc, ông ta biết rõ sự đáng sợ của Diệp Huyên và Mạc Tà. Tuy rằng hai tên nhóc này còn trẻ, nhưng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nếu để hai kẻ đó liên thủ, có thể nói là việc giết một cao thủ tạo hóa cảnh dễ như trở bàn tay. Ông lão áo tím vội gào lên, ngăn bọn chúng lại. Ngăn bọn chúng lại cho ta. Giọng nói vừa dứt, vô số cao thủ xung quanh đều lao về phía Diệp Huyên và Mạc Tà, nhưng còn chưa kịp tới gần họ thì đã bị hai thanh phi kiếm chém chết hết mười mấy. Lúc những kẻ khác tới gần chỗ Diệp Huyên và Mạc Tà, tốc độ của Mạc Tà đột nhiên tăng lên, lao thẳng vào cả đám đông, tung đấm liên hồi về phía trước. Ầm ầm. Một loạt âm thanh vang vọng khắp tinh không chẳng khác nào tiếng sấm, mười mấy cường giả lập tức bị đánh thành bột vụn. Còn Diệp Huyên thì nương theo hai thanh phi kiếm, lao thẳng tới trước mặt ông lão áo tím. Song đúng lúc này, khóe miệng của ông ta bỗng nhếch lên, lộ rõ nụ cười kỳ quái. Bóng đen mơ hồ kia lập tức lùi lại mấy chục trượng, bởi vì bên cạnh Diệp Huyên lúc này đã có một con yêu thú xuất hiện. Đại thần tầng 2. Bạn có biết trang truyện tương đương Trơm Gờ Uyên, ME tương đương. Còn ông lão áo tím thì sững sờ, ông ta không ngờ bóng đen kia lại đột nhiên lùi về sau, nhưng lúc này ông ta đã không kịp lùi lại nữa rồi. Dưới nhát chém của Diệp Huyên. Chương 1212, bị giết chết trong phút mốt. Xoẹt. Linh hồn của ông lão áo tím lập tức mở đi. Sau lưng ông ta, Diệp Huyên lạnh lùng cất tiếng, để ông đây cho ngươi cười này. Lời vừa dứt, hắn lại chém thêm một kiếm nữa. Linh hồn của ông lão áo tím lập tức tản đi. Trước mặt Diệp Huyên, bóng đen kia nhìn chằm chằm đại thần tầng 2 phía sau hắn, chắc hẳn ngươi chính là cường giả bí ẩn sau lưng Diệp Huyên. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Đại thần tầng 2. Diệp Huyên cũng không ngờ rằng đại thần tầng 2 lại xuất hiện. Cũng còn may là đại thần tầng 2 xuất hiện, nếu không thì vừa nãy rất có thể hắn đã gặp xui xẻo rồi. Bởi vì thực lực của người đàn ông trung niên trước mắt này vượt xa Diệp Huyên hắn. Lúc này người đàn ông trung niên cũng chẳng quan tâm gì đến Diệp Huyên, mà nhìn chằm chằm vào đại thần tầng 2. Theo hắn thấy, đại thần tầng 2 này mới là kẻ nguy hiểm nhất. Đại thần tầng 2 lướt mắt nhìn xung quanh rồi lặng im một lúc. Lúc này xung quanh nàng ta chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ba ông lão. Diệp Huyên lùi đến bên cạnh đại thần tầng 2, đại thần tầng 2 nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, người đàn ông đó cười nói, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào. Đại thần tầng 2 đột nhiên biến mất. Ở nơi xa xa, mặt người đàn ông trung niên biến sắc. Ầm. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên bị đánh bay ra ngoài nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên trợn mắt ngoác mồm. Hắn biết đại thần tầng 2 rất mạnh, nhưng hắn không ngờ rằng đại thần tầng 2 lại mạnh đến thế. Đây đúng là giết người trong phút mốt. Mà ba vị cường giả lúc này đều là cường giả cảnh giới tạo hóa, vậy mà lại bị giết chết trong phút mốt như thế. Ở nơi xa xa, sắc mặt của người đàn ông trung niên đó bỗng trầm lại, rõ ràng là thực lực của đại thần cấp 2 vượt ra khỏi dữ liệu của ông ta. Chương 1213, chính là người đàn ông trung niên kia. Đại thần tầng 2 chậm rãi bước về phía người đàn ông trung niên đó, yếu kém như thế này mà cũng dám dòm ngó bảo vật, lẽ nào trong lòng các ngươi không hiểu sao? Lời vừa dứt thì nàng ta biến mất. Ngay sau đó, không gian trước mặt người đàn ông trung niên nổ tung từng tấc. Thấy cảnh tượng này, đồng tử của người đàn ông trung niên thu nhỏ lại, một lát sau, chân phải của ông ta đột nhiên giẫm xuống một cái, cả người ông ta bắn mạnh ra ngoài. Ầm ầm. Chỗ gần trước mặt Diệp Huyên, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, không gian xung quanh rung lên kịch liệt. Tiếp theo, Diệp Huyên phát hiện ra một bóng người đang lùi liên tục trong tinh không.
chính là người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên lùi xa gần nghìn trượng. Không chỉ như vậy, một cánh tay của ông ta cũng đã không còn. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía đại thần tầng 2, đang định nói gì đó, đại thần tầng 2 bỗng nhiên biến mất. Đồng tử của ông ta co lại, trong chốc lát, lúc ông ta còn chưa phản ứng lại thì đầu đã bay thẳng ra ngoài. Lúc này, đại thần tầng 2 đã xuất hiện phía sau ông ta. Diệp Huyên bên cạnh cũng ngớ người ra, thực lực của đại thần tầng 2 này. Đại thần tầng 2 ngẩng đầu nhìn về nơi sâu thẳm nhất của tinh không, nơi đó, một âm thanh chợt vang lên, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào. Vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện trước mặt đại thần tầng 2. Ông lão mặc một chiếc trường bào thêu chỉ vàng, bộ râu dài đến ngực. Ông lão nhìn lướt qua Diệp Huyên, sau đó nhìn đại thần tầng 2, cường giả của tinh vực này, lão phu căn bản đều biết. Nhưng lão phu chưa từng nhìn thấy ngươi, cũng chưa từng nghe qua về ngươi. Đại thần tầng 2 không nói gì, nàng ta đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, khuôn mặt ông lão lạnh băng, chỉ điểm một cái. Sau khi đại thần tầng 2 vung ra một chảo, nàng ta đã lập tức lùi ra xa trăm trượng. Mà lúc này, ông lão kia chợt tiến về phía trước một bước. Vừa bước ra một bước, một luồng sức mạnh to lớn bỗng bao phủ lấy đại thần tầng 2. Nhưng ngay sau đó, luồng sức mạnh này trực tiếp vỡ tan. Không lâu sau, đại thần tầng 2 xuất hiện ngay trước mặt ông lão, cùng lúc đó, tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Chương 1214, có lẽ là sẽ không đợi nữa. Cùng với âm thanh chấn động đinh tai nhức óc, ông lão đã lùi ra ngoài mấy trăm trượng. Mà khi vừa dừng lại thì hai thanh phi kiếm đã xuất hiện trước mặt ông ta. Tốc độ của hai thanh kiếm này rất nhanh, thời cơ xuất hiện lại càng đúng lúc. Nhưng hai thanh phi kiếm vừa xuất hiện trước mặt ông lão thì biến mất không chút tăm hơi. Xa xa, Diệp Huyên nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, trong thế hệ của người trẻ tuổi, thực lực của cậu thực sự cũng khá được. Nói xong, ông ta nhìn đại thần tầng 2, thực lực của các hạ cũng khiến lão phu hơi bất ngờ. Nhưng nếu các hạ muốn dựa vào bản thân mình để bảo vệ tinh vực Vĩ Ương, Ma Kha tộc với cả Diệp Huyên này thì e là không đủ. Lời vừa dứt, tay phải của ông ta nhẹ nhàng phất một cái về phía trước. Vừa phất một cái, không gian xung quanh đại thần tầng 2 lập tức nhấp nhô như sóng cuộn. Đại thần tầng 2 nhìn về phía Diệp Huyên, lui. Diệp Huyên không chút do dự, ngay lập tức lùi ra xa nghìn trượng. Mà hắn vừa lùi, không gian bên cạnh đại thần tầng 2 đã trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh to lớn từ trong tinh không truyền tới. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt ngoảnh lại, nơi đó có một bóng người chậm rãi đi đến. Người này chính là Vị Ương Thiên. Mà trong tay Vị Ương Thiên cầm theo một chiếc đầu đầy máu. Cái đầu này là đầu của vị thiên tôn đó. Thắng rồi. Trong lòng Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm. Vị Ương Thiên đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn đại thần tầng 2 ở phía xa xa, bạn huynh à. Diệp Huyên gật đầu. Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên, loại bạn như này còn không? Huynh gọi đến nhiều nhiều chút. Diệp Huyên. Vị Ương Thiên nói, có lẽ là sẽ không đợi nữa. Vừa nói xong, Vị Ương Thiên liền đi về phía sâu thẳm của tinh không. Dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng ta quay người lại nhìn Diệp Huyên, bây giờ huynh chính là chủ nhân của tinh vực Vị Ương. Dứt lời, cô bé đã lao về phía sâu thẳm của tinh không. Diệp Huyên biết, Vị Ương Thiên đang chủ động đi tìm những vị cường giả trong bóng tối. Chương 1215, phân thân. Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên xoay người hóa thành một luồng ánh kiếm phóng thẳng xuống phía dưới. Ngay sau đó, hai thanh phi kiếm bay vút qua liên tục ở đó. Xiết trong phút mốt. Hai thanh phi kiếm này của Diệp Huyên có tốc độ vô cùng nhanh, cho dù là cường giả thánh cảnh cũng khó mà chống đỡ được. Ba người Diệp Huyên, Mạc Tà và An Lan Tú có thể nói là quá mạnh. Sau khi ba người họ liên thủ, cục diện ở đây lại có chút chuyển biến. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyên chuyên giết những cường giả đỉnh cấp, mà những người này căn bản không thể chống lại được. Ba người Diệp Huyên đều hiểu,
bây giờ vị Ương Thiên và Đại Thần tầng 2 đang kéo chân những chí cường giả đó. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải mau chóng giết người, giết càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, dưới sự liên thủ của Diệp Huyên, Mạc Tà và An Lan Tú, cục diện chiến đấu ở đây dần dần xoay chuyển. Bởi vì những tên lính đánh thuê và kỵ sĩ bậc thánh đó đang vừa đánh vừa lùi. Bọn họ không sợ kiểu đánh chính diện của Mạc Tà và An Lan Tú, nhưng bọn họ sợ kiểu lén lút tập kích sau lưng của Diệp Huyên. Nhưng bởi vì số lượng người cách biệt quá lớn nên tinh vực Vị Ương và Ma Kha tộc vẫn bị chèn ép. Đúng vào lúc này, nơi sâu thẳm của tinh không phía xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang dữ dội. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, trong tinh không, một bóng người đang lui lại liên tục, lùi đến tận vùng trời của Táng Thiên Trường Thành. Người này chính là Vị Ương Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả những người phía dưới đều trở nên nghiêm trọng. Trong tinh không, một cái mặt người to lớn dần hiện lên. Khuôn mặt này nhìn xuống phía dưới, ngay sau đó, một luồng sức mạnh to lớn bỗng bộc phát ra từ trong tinh không. Ầm ầm. Cả tinh không lập tức rung chuyển kịch liệt, dường như sắp vỡ vụn đến nơi. Kể cả Diệp Huyên lúc này cũng hơi sửng sốt, hắn không ngờ rằng Đại Thần tầng 2 trước mắt lại chỉ là một bản phụ mà thôi. Đại Thần tầng 2 nhìn khuôn mặt lớn trong tinh không. Có vấn đề gì sao? Khuôn mặt đã dần dần biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trung niên hư ảo. Nhìn thấy người đàn ông hư ảo này, vô số người ở đây vội vàng hành lễ. Tinh chủ. Chương 1216, sức mạnh quá khủng bố. Chủ nhân của vô số tinh vực, cũng là chủ nhân của người duy trì trật tự tinh không. Tinh chủ nhìn Đại Thần tầng 2 phía dưới, ngay sau đó, ông ta chỉ xuống phía dưới. Nơi đây bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, cơ thể của Đại Thần tầng 2 trở nên hư ảo, ngay sau đó Đại Thần tầng 2 bắt đầu tiêu tan từng chút một. Đại Thần tầng 2 nhìn chằm chằm vào tinh chủ đó, không nói gì cả, cứ như vậy mà dần dần biến mất cho đến khi không thấy gì nữa. Lúc này, tinh chủ nhìn xuống đám người Vị Ương Thiên và Họa Sư ở phía dưới, khuôn mặt của Vị Ương Thiên không chút cảm xúc. Cũng không hề tỏ ra yếu kém khi đối diện với người trước mặt. Tinh chủ nhẹ giọng nói, mấy người của ngươi cũng được lắm, có nguyện ý đi theo ta không? Đi theo. Nghe thấy lời này của tinh chủ, khóe miệng Vị Ương Thiên hiện ra vẻ mỉa mai, đi theo ông. Tinh chủ lắc đầu, đi theo ta, đối với ba người các ngươi mà nói không hẳn không phải là một cơ hội tiến thêm một tầng. Vị Ương Thiên nhìn thẳng vào tinh chủ, thật ngại quá, ta không có thói quen làm chó cho người khác. Tinh chủ khẽ gật đầu, ta không ép. Nói xong, tay phải của ông ta nhẹ nhàng ép xuống dưới. Một luồng sức mạnh cực lớn trực tiếp nghiền ép đám người Vị Ương Thiên. Luồng sức mạnh này thì người khác không thể cảm thấy được, chỉ có bọn họ mới có thể cảm nhận được. Lúc cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn này, mặt họ biến sắc. Sức mạnh quá khủng bố. Không lâu sau, ba người họ trực tiếp bị luồng sức mạnh này nghiền ép đến mức rơi xuống phía dưới. Trong chốc lát, mặt đất phía dưới bắt đầu sụp đổ từng tấc một. Còn trong tinh không, ánh mắt của người đàn ông trung niên đó cứ tập trung vào Diệp Huyên. Tay phải của hắn nhẹ nhàng ép xuống dưới, lần này cơ thể Diệp Huyên trực tiếp bị áp chế. Ngay sau đó, giữa hai hàng lông mày của hắn dần xuất hiện một tòa tháp nhỏ hư ảo. Tòa tháp giới ngục quay trở về cơ thể của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, trong tầng thứ 5 vang lên một tiếng bước chân. Tầng thứ 5, chương 1217, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên nheo mắt, tên này muốn đi ra rồi sao? Trong sân, toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Huyên. Tinh chủ trên không kia cũng nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, xem ra, ngươi còn có người trợ giúp nữa. Diệp Huyên cười lạnh, ta khuyên ông mau quỳ xuống xin tha mạng đi. Nếu không, lát nữa ông sẽ chết không chỗ chôn đấy. Tinh chủ lắc đầu, cười khẽ chết không chỗ chôn à. Lời ngươi nói đúng là chuyện nực cười nhất mà bản tinh chủ từng nghe từ trước tới giờ. Nói rồi ông ta nhìn phần bụng của Diệp Huyên, để hắn ta ra đây. Đi ra. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Dưới tầm mắt của mọi người.
một tòa tháp nhỏ mờ ảo đột nhiên xuất hiện giữa hai hàng lông mày Diệp Huyên. Ngay sau sự xuất hiện của tháp nhỏ mờ ảo này, một người đàn ông cũng từ trong đó đi ra. Người đàn ông trông chỉ hơn 30 tuổi, tóc dài xõa vai, giữa hai hàng lông mày có một chữ đế nho nhỏ. Tay áo người này rất rộng, hai tay giấu bên trong, chân trần, có cụm đen khóa dưới chân. Tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông ấy. Đại thần tầng 2 xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta cũng đang nhìn Diệp Huyên, ánh mắt nàng ta rất nghiêm trọng, vô cùng căng thẳng. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn chân trời tinh không, hai mắt hắn ta khẽ nhắm, có phần tham lam nói, không khí trong lành, thì ra lại tuyệt vời như vậy. Quả nhiên, thứ không bị mất đi thì vĩnh viễn sẽ không được trân trọng. Trên tinh không, tinh chủ nhìn xuống người đàn ông, ngươi là người phương nào? Người phương nào? Người đàn ông mở hai mắt nhìn tinh chủ, cười nói, người phương nào à? Nói xong, vẻ mặt tươi cười của hắn ta càng khoa trương, đến cuối cùng hắn ta bật cười lớn, nhưng bên trong tiếng cười có chút thê lương. Diệp Huyên nhìn người đàn ông đang cười lớn ở phía xa, nhẹ giọng hỏi đại thần tầng 2, rất lợi hại sao? Đại thần tầng 2 khẽ nói, thấy hai cái cùm trên chân hắn rồi chứ? Đó là thứ do tháp này tạo ra năm đó, có thể khiến tòa tháp này làm như vậy đã đủ để chứng minh hắn mạnh đến nhường nào rồi. Diệp Huyên gật đầu nhẹ. Bây giờ hắn chỉ hy vọng người đàn ông này và tinh chủ kia liều mạng biến thành hai hổ đánh nhau, con què con bị thương thôi, như vậy đối với hắn mà nói chắc chắn là chuyện tốt nhất. Người đàn ông trước mắt này và tinh chủ kia đều mạnh quá mạnh. Vừa dứt lời, đột nhiên ông ta gập ngón xuống phía dưới. Từ điểm này một luồng sáng lạnh bắn xuống phía dưới, tia sáng lạnh giống như sao băng, im hơi lặng tiếng, không hề có chút dao động năng lượng. Mà khi nhìn thấy luồng sáng lạnh này, sắc mặt mấy người Vị Ương Thiên đều trở nên nghiêm trọng. Ngay cả đại thần tầng 2, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, vượt qua trời đất. Diệp Huyên vội hỏi, là ý gì? Chương 1218, tinh vực này, yếu quá đi mất. Đại thần tầng 2 trầm giọng, tinh chủ này chạm đến ngưỡng cửa của đạo rồi, sức mạnh của ông ta đã vượt qua cả thế giới này. Tất cả những hạn chế của thế giới này đều không có tác dụng với ông ta. Dưới tình huống này, đối với người của thế giới này, ông ta giống như vị thần, bởi vì ông ta vượt ngoài pháp tắc, không bị hạn chế bởi bất kỳ pháp tắc nào của đất trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn đế hình trên tinh không, lúc này, luồng ánh sáng lạnh kia đã đến đỉnh đầu đế hình. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đế hình khẽ nâng tay phải lên. Chính một cái vung tay này thôi mà luồng sáng lạnh đó bỗng chốc như làn khói nhẹ, lập tức bay theo làn gió. Nhìn thấy như vậy, tinh chủ kia ở trên không lập tức nheo mắt, sâu nơi đáy mắt có chút nghiêm trọng. Cao thủ vừa ra tay thì đã biết có hay không, ông ta biết, bản thân đã hơi xem thường đế hình trước mặt này. Bên dưới, đế hình ngẩng đầu nhìn tinh chủ. Lắc đầu nói, đúng là thấp kém. Vừa dứt lời, chân phải hắn ta khẽ dẫm xuống. Thái độ hết sức bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người trong sân đều biến sắc. Bởi vì ở trong tinh không kia, cơ thể rất nhiều người đột nhiên dần trở nên mờ ảo. Có thể nói, ngoại trừ tinh chủ kia thì thân thể tất cả mọi người bên cạnh ông ta đều bắt đầu mờ dần. Thấy cảnh tượng đó, mọi người trong sân đều ngây người. Kể cả vị tinh chủ kia. Rất nhanh sau đó, hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết vang lên, các cao thủ như phát điên bỏ chạy vào nơi sâu thẳm tinh không. Sau vài giây, trên tinh không đã trở nên trống rỗng chỉ còn lại mỗi mình tinh chủ. Mà lúc này đế hình đã đi đến trước mặt đối phương. Tinh chủ nhìn đế hình chằm chằm, rốt cuộc ngươi là người nào? Đế hình cười nói, một người bị lịch sử lãng quên. Tinh chủ bước lên phía trước một bước, ông ta dùng tay chụp lấy đế hình từ xa. Với cú chụp này, không gian xung quanh đế hình trực tiếp bị phá vỡ hủy diệt với tốc độ vô cùng nhanh. Mà trong tầm mắt của mọi người thì chỉ nhìn thấy không gian xung quanh đế hình đột ngột bùng cháy. Cứ như vậy, không biết duy trì qua bao lâu, ngọn lửa đó từ từ biến mất, mà đế hình vẫn đứng đó như cũ, không bị ảnh hưởng gì. Tinh chủ giữ tợn nói, chưa từng nghe đến. Đế hình khẽ cười, vậy ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn ta bỗng dưng biến mất nhưng ngay sau đó đã quay lại chỗ ban đầu,
thế nhưng lúc này, trong tay hắn ta còn cầm thêm một cái đầu nhuốm đầy máu. Chính là đầu của tinh chủ kia. Chương 1219, cô gái váy trắng có đến không? Mọi người trong sân đều ngây ngốc. Đây là giết trong phút mốt sao? Diệp Huyên cũng sửng sốt, tinh chủ mạnh như thế mà lại bị giết trong phút mốt. Đại thần tầng 2 đứng bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, bây giờ đã hiểu chưa? Cao thủ bên ngoài và cao thủ bên trong, không cùng cấp bậc. Diệp Huyên. Trong tinh không, đế hình liếc mắt nhìn đầu người trong tay, lắc đầu, tay khẽ nắm chặt. Đầu người đó lập tức hóa thành hư vô. Đế hình nhìn về nơi sâu thẳm tinh không, bản thể muốn đến sao? Bản thể. Tinh chủ này cũng không phải bản thể mà chỉ là phân thân. Sâu trong tinh không xa xôi, không có bất kỳ phản hồi nào. Đế hình lắc đầu, chẳng thú vị gì cả. Nói rồi hắn quay người nhìn mấy người Diệp Huyên phía dưới, nói đúng hơn là ánh mắt hắn nhìn về Diệp Huyên. Trong chớp mắt, đế hình đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm mặc. Đế hình nhìn Diệp Huyên, tháp này đã nhốt ta 67.000 năm, 67.000 năm đấy. Ngươi có biết đó là cảm giác gì không? Diệp Huyên nghĩ một lúc, sau đó nói, là rất khó chịu, thế nhưng hình như không liên quan gì đến ta đúng không? Đế hình nhìn Diệp Huyên, ngươi là chủ tháp. Diệp Huyên nói, người nhốt ngươi cũng chẳng phải ta, nếu như ngươi muốn báo thù thì nên đi tìm người chủ ban đầu. Đế hình lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyên, ngôn tình hài. Mà nếu như cô gái váy trắng không xuất hiện thì bây giờ hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, đột nhiên Diệp Huyên thúc giục tháp giới ngục, nhưng khi tháp giới ngục vừa xuất hiện thì lập tức quay lại trong cơ thể hắn. Diệp Huyên nhìn đế hình lắc đầu, muốn liều chết một trận sao? Không, người quá yếu, cũng không đúng, nên nói là người quá non trẻ. Vừa dứt lời, hắn ta khẽ vươn tay phải về phía Diệp Huyên. Chương 1220, kiếm chấn hồn. Vừa bị đè ép xuống, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi, lúc này hắn thật sự cảm nhận được cảm giác chết chóc. Hắn cảm nhận thân thể mình như muốn vỡ nát. Ngay lúc này, đại thần tầng 2 kéo Diệp Huyên về phía sau, nàng ta đánh về phía đế hình. Đế hình lắc đầu, sau đó vung tay lên. Đại thần tầng 2 lập tức bay ra, nơi mà nàng ta lướt qua đều bị phá hủy, trở thành một mảng tối đen, hơn nữa pháp tắc trời đất này lại không thể tu sửa được không gian. Tay đế hình rơi về phía Diệp Huyên, đột nhiên vị ương thiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đế hình lắc đầu, đám run rế. Vừa dứt lời hắn ta đánh mạnh một chưởng. Sắc mặt vị ương thiên thay đổi, hai tay đỡ mạnh về phía trước. Cả người vị ương thiên lập tức bay ra ngoài cả vạn trượng, vị ương thiên vừa dừng lại, hai cánh tay nàng ta lập tức biến thành hư vô. Đế hình nhìn vị ương thiên, khẽ nói, tiếp được một chiêu của ta mà không chết, miễn cưỡng chút thì năng lực ngươi cũng được, đáng tiếc, trong mắt bản đế đây cũng vẫn là đám run rế. Nói xong hắn ta nhìn sang Diệp Huyên, vốn là muốn đợi chủ nhân của kiếm trên đỉnh tháp, nhưng bây giờ xem ra đối phương sẽ không xuất hiện rồi. Nói đến đây, hắn ta lắc đầu, đáng tiếc thật, mất chút hứng thú rồi. Nói xong, hắn ta nhìn mọi người ở trước mặt, nhẹ giọng nói, các người thật sự quá yếu, ngày đầu tiên bản đế đi ra, thôi, cứ dùng các người để tế trời vậy. Nói dứt lời, hai tay hắn ta làm một động tác giả, trong phút chốc, toàn bộ tinh vực vị ương bắt đầu chấn động kịch liệt, rất nhiều chỗ bắt đầu nứt toác ra. Hắn ta muốn hủy diệt toàn bộ tinh vực vị ương tinh. Kiếm này vừa chém xuống thì đế hình bỗng dừng lại, nhưng hắn ta lại không hề hấn gì, bởi vì hai ngón tay hắn đã kẹp giữ lấy kiếm chấn hồn. Vẻ mặt Diệp Huyên rất khó tin, hồn phách ngươi. Đế hình khẽ nói, kiếm thì miễn cưỡng cũng được, kiếm kỹ không tệ, tiếc là ngươi quá yếu, linh hồn của bản đế đã bất tử bất diệt từ lâu, há nào lại bị một kiếm này mà phân hồn sao? Vừa nói hết, ngón tay hắn ta khẽ động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.